Banatipatam Veramani Sikhap Nang Samadhi Yami. Còn xuyên qua những điều học là quy chánh xa sát sanh a đinh na da na về là mình đi sẽ kho với thằng sơ ma đi giáo mi. Còn xuyên qua những điều học là quy chánh xa sự trộm cắp cả ập phẩm ma cha đi giáo về là mình đi sẽ kho với thằng sơ ma đi giáo mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự thông dâm mu sa wa da về là mình đi khó bất thân samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối sura me ra yama cha pa ma da tha na về là mình đi khó bất thân samadhi yami. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự dây uống rượu và các chất say quy ca la hô cha nam quê là mình đi khó bất năng xa mà đi giam mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự ăn sáng giờ nên cha ghi ta qua đi ta quy su ca đa sa na ma la gan tha quy lê ba na tha ra na man đa na vi phu sa na tha na về ra ma ni sa kha ba na sa ma ni ya mi. Còn si mong dự điều học là quy tránh xa sự múa hát thuộc kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thô vật thơm dội phận và leo tràng hoa ôn chan sáng gia nam ma ha sáng gia nam quê ra ma ni sĩ kha bất thân sa ma đi dạ mi. Còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa cho nằm ngồi nó cao và xinh đẹp. Ta na pi pa ta quê ra ma ni sĩ kha pa đam sa ma đi dạ mi. Con xin vâng giữ điều trường hợp cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana verami sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều hợp là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Appamacharya verami sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều hợp là cố ý tránh xa sự thâm dâm. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura Me Raya Machappa Madathana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala Phochana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natchayi tawa di tawi su kadasana mala gantha vi le panatha gana mang dana vi phu sanat thana Veramani Sikha Padang Samadhi Yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi kèn đờn xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, rồi phấn đeo tràng hoa. Uccha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang áp thần gác sa màn mà gác tăng vút thấp tình nhát tăng u cô sa thăng. Imang cha sếp tình imang cha đi qua sẵn sẵn mà đề qua áp phi rắc khi tùm sa mà đi già mi. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani
Thà-si-ca-bạch-đa-ni-u-bô-sa-ta-si-la-va-se-na-i-man-ca-ra-ting-i-man-ca-đi-va-sang-sa-thu-căng-ca-tua-ng-ap-ma-ma-đê-na-sa-ma-ra-khi-ta-p-băng. Chư Phật tử, sau khi to thì tam quy và bác quan trai giới nơi tam bảo rồi, phải đang phân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. À, Ma Phạm Tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tin doan ti sì lê na phu ca sam ba đai sì lê na ne pu tin doan ti ta sma si lăng vị số tha duyên. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dữ giới. Bởi các đây cho nên chư Phật tử có đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Xa thú xa thú lầm thay, chúng con xin tri ân sư đã truyền tam quy và bảo quan trai giới cho đạo tràng chúng con. Tiếp đây con xin đọc tấm hóa Phật pháp tăng. Uttamang-ghe-na-wam-de-hang-pa-da-tam-sum-wa-rut-tamang Buddhe yogalito doso buddho khamatu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hằng thầm măng cha du vi thằng qua rằng thầm mê vô khali tô đô sô thầm mô hà ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hằng sẵn khăn cha du vi thót ta măng sẵn khê vô khá lý tô đô sô sẵn khô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Dạ con kính xin dâng niết đến cho ngài, xin ngài chúc phúc đến đạo tràng chúng con cho tròn phước báo ngày hôm nay. So atthalatho sukhito varunaho buddhasa sanaya rogo sukhito hoi saha sabbe nyatipi sa atthalatha sukhita varunaha buddhasa sanaya roga sukhita hoi saha sabbe nyatipi te atthalatha sukhita varunaha buddhasa sanaya roga sukhita ho tasaha sabbe hị nhà tị phiên. Cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Sitiya chanaga tham xin tham anh tu xin tham anh tu xin tham anh tu y đăng phá lăng e ta smin ratanat ya smin sam bát sa đà na chê ta su. Cầu xin cho hòa của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thú xa thú lành thay, phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào nhưng thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, thể làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, thần kỳ độc giác làm sao cũng thầm. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ,
nguyện thoát ba tay nước lửa bên, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasana. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu natayo. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha phummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Văn kinh chi cú sa la cầm măng cách tấp bằng ki văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sát ta san ni no at thi ye cha sát ta a san ni no ca tâm pun nha pha lăng mai hằng sát bê pha ghi pha hoàn tu tê dễ tăng ca tăng suy đi tăng đình năng vun nha pha lăng ma ya dễ cha tát tha na cha nam ti đề hoa gan toa ni huệ đa dùm sắp bê lô cầm hi dễ sắp ta chi quan ta ha ra hệ tu ca ma nun nhân phổ cha năng sắp đề la phàm tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhạc, chúng sanh hữu tưởng nhân gian sa bà, duyên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thâm nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà thi năng hồ tú su phí ta hồn tú nhà tá vô. Nguyện thân nhân quá vạn, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô vô nhàng à sa quá ca già quá hàng hồ tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối nhân để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mê vùn nhằn bà nát xa tắp cha dồ hồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đạt được đạo quả giải thoát. Nam mô bút tha giá, nam mô tham ma giá, nam mô sân tha giá. Do phước báo mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con được đến nơi không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy tam bảo trọn đời nay và mãi mãi cho đến khi được giải thoát. Với phước báo nào mà chúng con đã trong sạch tạo ra,
trong thời kinh lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì tam quy và bát quan trai giới của ngày hôm nay. Chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Quán Ma được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phần phước này đến quý sư và quý cô tu nữ, và xin chia phước này đến quý Phật tử trong vương Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama, với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh tam bảo, thọ trì quy giới, và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp. Con xin kính chia sẻ đến tất cả người dân Việt Nam, nhất là những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng thoát khỏi đại dịch Covid này. Dạ, phần kiến thức tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy và bát quan trai giới và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã hướng tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới, do phước này trợ duyên cho tất cả sống đoạn tận phiền não và mau chóng thoát khỏi sanh tử luân hồi. Dạ, phần nghi thức đã xong, bây giờ là 4:30. Dạ, xin nhường mic đến cho MC Nhật Quỳnh. Dạ, xin mời chị cầm mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Trích Hồng Mai. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn đức Tam Bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Và cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tâm cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Hồng Mai đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo, sám hối và thọ trì bát quan trai giới. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bây giờ thì cũng đã thỉnh pháp sư. Dạ, con Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể trước khi Nhật Bình thỉnh pháp sư, Nhật Bình kính mời đạo tràng, tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện chư tôn đức và cũng như quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng có thể chuẩn bị những câu hỏi, có thể đưa bàn tay, có thể chích chát lên để Nhật Bình đọc và thỉnh ngài giảng giải, để đạo tràng chúng ta cùng học hỏi những giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và nếu vị nào có thể được thì xin đưa bàn tay của mình lên để làm chỉ giả cho ngài, Nhật Bình rất là hoan hỷ. Mời vị nào có thể, nhất là Quang Huynh nè, Huynh Trang Nhật Hà nè, tất cả quý vị có thể thì xin cho một tín hiệu để Nhật Bình nhân mít lợi cho quý vị để quý vị làm chỉ giả cho ngài, rất là hoan hỷ ạ. Tại bây giờ trong khi trước tiên thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tông giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tha Giá, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambut Tha Sa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha le an thi wa rang a ya cha tha.
Sante tha sát tập bà ra chấp khả cha tí ca để xe tu thẩm măng à nụ căm ni măng bá chăng. Sát thẩm mà phê riêng vi na danh cha ca dân sốt tánh cha băng thăng à thị thăm má chậm măng. À cô ta dành tơ ta tư sát cha đăng đăng bập bỡ thà nảy dê bà đi xa cha mắt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc già ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều chuẩn như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ chấp vẹn toàn, một lòng chăn thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Quá Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư cư sĩ nam cư sĩ nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sa thú đành thai, con nghe âm thanh ngài rõ và con thấy đạo tràng cũng cho tín hiệu là nghe âm thanh ngài rõ. Dạ nam mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa Nhật Bình kính mời những câu chích chát cũng như mời kính mời bàn tay quý vị ạ. À, quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên để có những câu hỏi hoặc là có những câu chích chát. Hồng Mai ơi, hôm nay Hồng Mai lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì vi giới rất là tốt đẹp. Hồng Mai có câu hỏi nào đầu tiên không? Để mời Hồng Mai. Rồi nếu mà Hồng Mai có bận việc thì Hồng Mai cứ tự nhiên rời room để Nhật Bình lo phần sau. Cảm ơn Hồng Mai rất là nhiều. Hồng Mai ơi, có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Alo. Rồi, mời Hồng Mai nha, có thể hỏi một câu hỏi đầu tiên để Hồng Mai có thể rời room sớm. Rồi, mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ với Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, chị Nhật Quỳnh, làm khó em chưa có câu nào hết. Em không có nhớ để mà đặt ra câu hỏi luôn đó chị Nhật Quỳnh. Với lại trước ngày luôn thì em rất là em rất là khớp, em rất là căng thẳng cho nên không biết bạch sư câu nào nữa. Dạ, thưa sư, con xin sám hối với sư tại con hơi bối rối, tại chị Dược Quỳnh kêu con lên đầu tiên mà con chưa có chuẩn bị sẵn sàng gì hết, cho nên có gì sơ sót con xin sám hối với quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, thưa sư, trong cái con có cái có cái một câu hỏi thưa sư. Khi mà thường đó là
nói là buông cái ngã xuống, nhưng mà thường con thấy là cái ngã vẫn có dính, vẫn có dính dính chắc vào cái sự suy nghĩ, hành động và những cái tác ý của mình. Vậy thì muốn từ từ dần buông bớt cái bản ngã của mình xuống, để cho mình từ đó mình có được cái tánh biết, để hiểu rõ cái bản chất của cái của những cái trạng thái tâm đang diễn ra trong từng cái hiện tại, trong từng cái quá trình, thì mình phải làm, nên làm việc ấy như thế nào, và có phải là mình phải biết rằng là pháp đã tự vận hành đúng theo quy luật, và tính biết thì sẽ biết hết những cái trạng thái tâm của mình trong khi diễn ra, có phải vậy không thưa sư? Dạ con kính xin sư giải thích giùm con ạ. Nam mô Bố Tà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Học cho nó vững, pháp hành cho nó vững mới tới cái chuyện buông này buông nọ được. Chứ còn nếu mà ngay cả mình học là tam tạng pháp sư, nhưng mà nếu không có pháp hành thì cũng không thể buông được những cái đó. Phải nhờ vào pháp hành mình mới thấy được thực tính pháp. Thì những cái đó, cái liên quan tới những cái chuyện hàng ngày của mình mới có khả năng mình buông được. Thế nên điều đầu tiên là nên học thấy rõ, rồi sau đó phải hạ thủ công phu đúng mức thì mới có khả năng làm được việc đó mà thôi. Nam mô Bố Tát giá. Dạ con kính tri ân sư đã giải đáp cái câu hỏi của con. Dạ con sẽ xin theo lời dạy của sư mà cố gắng học pháp cho rõ, cho rành, để mà thực hiện pháp, để mà suy tư và làm đúng theo những lời mà các sư đã truyền dạy cho chúng con ạ. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin rời room ạ. Nam mô Bố Tát giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh của mẹ ta rõ. Dạ cảm ơn cô Thiền Vũ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa ngài, con có một cái câu hỏi là ngày hôm qua có một vị Phật tử hỏi con, sao mà tôi tu, càng tu thì tôi càng thấy khổ, tôi chưa có thấy được sự an vui, an lạc gì hết. Thì qua câu hỏi đó, con thật sự là con có nghe quý ngài đã từng nói là nếu chúng ta tu đúng thì có thể chúng ta cảm thấy có được sự an vui, an lạc trong tâm. Nhưng đối với vị này thì càng tu càng thấy khổ. Thì con nghĩ là có thể là vị đó tu không đúng hay như thế nào đó. Xin ngài giảng giải thêm rõ cái điểm này cho con là như thế nào. Chứ với cái tâm của con thì sự hiểu biết hạn hẹp quá, cho nên con không có biết trả lời với vị này như thế nào hết. Dạ xin ngài giảng giải cho con ạ. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bố Tát giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở là mình phải học trước rồi mà tính chuyện tu chuyện gì. Như không mình tu lấy gì tu. Nó thật sự vậy đó. Mà nếu mình tu mà thấy khổ đó là thứ thiệt rồi mới thấy khổ, chứ không phải là tu để thấy gì an vui, nên nhớ chuyện đó. Bởi thực kinh pháp là những cái pháp vô thường, khổ và vô ngã. Thành ra khi mình tu, mình học đàng hoàng, mình hành cho đúng mức thì mình không thể nào có sự an lạc cả. Đó là những cái chuyện mà chúng ta cần phải tìm hiểu để chúng ta biết rằng cái chuyện mà thấy khổ đó không phải là cái chuyện mà dễ.
khi mình tu mình hành nó không có đúng mức, mình thọ khổ chứ không phải là thấy khổ. Mình nhớ tay tê, cẳng tê, chân tê, đầu gối mỏi này kia, đó là thọ khổ chứ không phải là thấy khổ. Mình nhớ chị nè. Thành ra nếu mà những cái điều đó mình muốn hạ thủ công phu được về học, học nên biết được trong thân này có cái gì, mà cái đó được gọi là gì, rồi mình dùng cái đó làm đối tượng để mình thấy cái thực tính của nó, thì mình mới đi tới con đường đó. Chứ còn nhiều khi mình tu nó không đúng, mình thọ khổ, mình nói mình thấy khổ, cái đó không phải là thấy khổ. Thành ra nhắc nhở gì đó học đàng hoàng đi, rồi tìm cái vị nào mà thứ thiệt ấy, ta sẽ chỉ dẫn cho mình để mình có cơ hội để mình đi đúng đường thì nó bảo đảm hơn. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, con kính tri ân ngài rất là nhiều. Dạ, xin nhường mic lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ, và cảm ơn cô và đạo tràng cho biết tín hiệu. Dạ, kính lễ ban ngôi tam bảo, và xin kính lễ sư Liễu Tông, kính lễ sư Trí Đức, kính chào quý bà quý cô, kính chào các sư huynh đồng đạo tràng. Dạ, thì hôm nay là cũng là cái ngày mùng 1, dạ, là ở phía Tây Băng Cầu, chắc sư ở phía bên này, dạ. Và bên Việt Nam mình là Đông Băng Cầu thì cũng còn là mùng, nó qua mùng 2 rồi. Thì cũng nhân dịp đầu năm, chúc quý sư cùng tất cả các chức được sức khỏe, thân tâm an lạc. Dạ. Cũng nhân đây thì rất là cảm ơn sư là trong 3 năm qua, chúng tôi vào cái đạo tràng này đã học hỏi rất là nhiều về Phật pháp, nhất là những giáo pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Yeah. Chúng tôi rất là cảm kích bất tận. Thì hôm nay thì cũng xin hỏi sư một câu là thường thường đầu năm đầu tháng thì cái người Tây cũng như người Việt mình thường là giống như là đặt ra cái hạ thủ công phu đó, kêu là hạ quyết tâm, tiếng Anh là kêu là đặt những cái resolution đó, tức là trong năm này mình sẽ nhận cái điều gì, mình ghi ra 1, 2, 3, 4, có vị thì tôi sẽ học thuộc cái kinh hạnh phúc, hoặc là kinh chuyển pháp luân, hoặc là tôi sẽ cúng dường cho chùa này chùa nọ, hoặc là bản thân tôi sẽ làm một cái gì đó có ích cho cuộc đời này. Yeah. Thì bản thân chúng tôi cũng làm những cái việc đấy. Dạ, cũng ghi ra những cái hại quyết tâm đó, nhưng mà cuối năm kiểm lại thì thấy chẳng được bao nhiêu hết trơn hết trọi. Dạ. Thì nhân đây cũng xin kính hỏi sư là trong cái tinh thần Phật pháp như vậy thì mình có nên hứa hẹn với chính mình không thưa sư, hay là mình cứ thôi sống tới ngày nào hay ngày đấy, dạ, tới đâu hay tới đấy, cứ sống từng chánh niệm, cứ thả trôi. Dạ. Thì không biết là ý cao kiến của sư là mình có nên lập một cái danh sách hạ quyết tâm không, là hay là mình cứ sống hồn nhiên, tự nhiên duyên nhiên. Dạ. Xin cảm ơn sư rất là nhiều, và kính chúc sư sức khỏe, và kính chúc đạo tràng tu học tinh tấn. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch kêu tôn này giả, kính thưa cho quý vị, thì mình vượt định cái chương trình đó mình không có khả năng để làm, là tại vì cái điều kiện của mình từ đầu nó đã không có căn bản rồi. Thường thường để chúng sanh sống ở đời đó là bà đâu làm đó, theo cái khuynh hướng của số đông người. Thành ra mình
nguyện là một hình thức mình nổ để cho người ta biết mình có chân thân khó vậy, nhưng mà thường thường là không đi tới đâu cả. Chúng tôi xin thưa quý vị là cái chuyện nhỏ thôi. Mình lựa vào những ngày mà đời cho lễ lớn lễ đầu của mình nghĩ đời này kia mình tính chuyện này chuyện nọ, đó là chuyện vô lý nhất. Quý vị nên tới cuộc đời nên nó đi theo một cái chu kỳ của nó. Quý vị nói ngày nay lễ đầu năm gì đó mình nghĩ. Xin thưa quý vị, khi ông Diêm Vương tới mời quý vị đi, quý vị hẹn để ngày mai đi được không? Nó có những cái chuyện mà mình nên biết rằng mình quyết định làm cái điều gì đó nó phải dựa theo một số cái căn bản mà con người mình có. Chứ còn không mình nguyện mình vẽ, vẽ tùm lum vẽ riết à, thành thật vẽ chứ không phải là còn làm cái việc mình muốn nữa. Thì đa số những ngày lễ lớn nghỉ để làm này làm nọ, đi tới chỗ đông người để tụ tập để làm gì đó, đó là mình làm theo cái số đông cái ý kiến của người khác chứ không phải là do cái quyết tâm của mình. Thành ra mình không thể làm theo cái quyết tâm của mình, cái điều kiện mà mình đã vẽ ra thì mình không thể nào giữ vững được những cái đó và làm cho nó thành công giống như mình muốn cả. Thành ra mình phải tập cho nó có cái công thức từ đầu tới đuôi, nó phải như vậy, cố gắng để mình thực hành theo, dầu đó là ngày gì đi nữa. Chứ mình không thể mình dựa vào cái số đông là ngày đó là ngày lễ Tết nhất đồ của dân tộc. Tết nhất dân tộc không có nghĩa lý gì cả. Cái quan trọng là trong ngày đó mình làm được bao nhiêu thiện pháp, và những cái thiện pháp đó mình làm để mình làm với cái mục tiêu gì. Mình nên nhớ cái chuyện đó thì mình mới có thể mình hướng dẫn cái cuộc đời mình đi theo cái con đường nào đó, mà mình không cần phải nguyện, cần phải nói cho ai biết cả. Mình tập chứ cái năng lực đó mình sẽ làm. Giống như đời của một ông sư thì có bao nhiêu chuyện lặp đi lại nhưng mà bỏ qua không được. Ngày hôm nay mệt không đi bác, nhưng mà ngày mai phải đi, chứ nếu mà không đi thì đói. Thành ra nó có những cái chu kỳ là mình đi nó phải đúng. Mà khi mình tập những cái đó, nó phải là một cái công thức cho cuộc đời của mình gắn bó vô đó, thì mình mới có thể thành công được. Chứ còn mình cứ tính theo cái kiểu người đời đó, nhất định là trong ngày Tết này tôi sẽ làm cái này làm cái kia, nói chuyện chơi, không có nghĩa lý gì cả. Bởi vì mình nói mà nó không gắn bó vào một cái điều gì đó thì mình sẽ làm không được, bởi vì mình vẫn ham vui hẳn hạ theo những số đông người mà thôi. Thành cái đó là phải tập, tập từ nhỏ tới lớn, chứ không phải phải học cho đúng mức những cái điều gì cần phải học thì mình mới giữ được những cái điều kiện đó. Chứ còn không thì mình cứ thay đổi hoài, cái nhà Tết nghỉ. Nhưng mà chúng tôi xin thưa lại với quý vị, khi Diêm Vương mà mất rồi, quý vị bây giờ nghĩ hẹn ngày từ ngày mai đi, bữa nay Tết. Đó là cái chuyện quan trọng. Anh đã ráng cố gắng tập cho mình những cái điều kiện cần thiết để mình sống trong đời. Nó có nhiều lợi ích hơn là cái sự dối. Lúc đó mình mới có sự tiến bộ trong đời sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con thấy huynh là huynh đã cảm ơn sư và đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải câu hỏi của huynh đạo huynh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ thì Nhật Bình kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay cũng như có thể đưa những câu chích chát thì Nhật Bình xin phép được đọc. Và một lần nữa Nhật Bình cũng kính mời quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể làm thị giả cho Ngài thì cho Nhật Bình xin một tín hiệu để Nhật Bình nhường mic cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ. Dạ, trong khi con chưa có thấy bàn tay cũng như chưa thấy câu chích chát trên đạo tràng
Dạ, trong lúc chờ đợi không thể để đạo tràng đóng vắng, con xin phép được hỏi một câu. Và nếu mà vị nào có đưa câu hỏi lên thì Nhật Quỳnh xin để câu hỏi của Nhật Quỳnh lại và bà sẽ hỏi câu hỏi của quý vị ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ. Dạ, theo cái lời hỏi của Vinh Đạo Vinh thì con cũng nghĩ ra một điều giống như thường đa số hôm nay và ngày hôm qua thì ai cũng chúc mừng là đầu năm như thế này thế kia thế nọ. Dạ, thì bạch ngài, ngài có thể chỉ dạy cho chúng con biết ngày đầu năm mà thì chúng con phải làm gì để được lợi ích cho mình và lợi ích cho thân bằng quyến thuộc cũng như tha nhân. Nếu nói rộng hơn, dạ, con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho chúng con phải làm điều gì ngoài cái sự mình chúc tụng ra, thì mình làm cái điều gì để ngay bản thân mình có lợi ích và lợi ích cho thân bằng quyến thuộc cũng như tha nhân. Con cung thỉnh này, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con kính dân mít đến ngài ạ. Nam Mô Bích Tha, dạ. Kinh bạch Chư Tôn, dạ. Kinh thưa chư quý vị, dù rằng ngày đó là ngày gì đi nữa thì mình phải tiếp tục cái công việc ngày hôm qua mình đang làm. Ví dụ như mình đang học hoặc đang hành, những cái điều kiện nào mà mình đã học trong cái tạng kinh hay tạng luật hay tạng gì pháp thì mình nên tiếp tục. Dù rằng ngày đó là ngày gì đi nữa cũng phải tiếp tục. Không nên để đó qua ngày lễ rồi làm. Thông thường theo như là tất cả mọi người đều làm như vậy cả. Đó, tới ngày ngày lễ là cứ nghỉ. Bởi vì khi mình chấm dứt cái đó, ngày mai chưa chắc mình tiếp tục cái việc ngày hôm qua được. Thành ra khi mình đã quyết định rồi, cái thời gian nó chỉ là cái điều kiện của thế gian mà thôi, chứ không phải là điều kiện của cá nhân mình. Đó. Bởi vì khi mình đúng đường rồi đó, thì những cái thành quả nó không dựa vào ngày giờ, không dựa vào cái khoảng không gian của mình hoặc là cái thời gian mình đã có. Nên nhớ chứ. Thành ra khi mình đã quyết định làm cái gì là phải theo, dẫu rằng đó là ngày tư, ngày tết, ngày gì thì nó cũng vậy. Chứ không phải mình học tới ngày đó rồi mình mà ngày mà lễ xin nghỉ hay là gì đó. Cái đó là cái nó tập cho mình một cái chủng tử lười biếng trong người mình. Thành ra lúc nào muốn ngưng là cứ ngưng. Mà ngưng như vậy đó, nó tạo cái lối suy nghĩ đó, nó sẽ tạo trong cái não của mình những cái điều kiện để nó giúp cho mình lười biếng. Tại vì nghĩ ngày mai cũng được, mình còn nhiều thời giờ. Hôm nay mình mới 20 mấy tuổi mà còn nhiều thời giờ. Nhưng thưa quý vị, sao cái búng tay không ai bảo đảm ngày mà có ngày mai hay là có kiếp sau. Nó là cả một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu để biết rằng đừng bao giờ hy vọng có ngày mai cả. Bởi vì chưa chắc sao có búng tay là ngày mai mà có thể là kiếp sau, thì tất cả những cái gì mà mình đang dang dở kể như lặp lại từ đầu. Đó. Thành ra những cái gì mình làm nên có cái planning đàng hoàng và cố gắng đi theo nó. Trong mọi trường hợp, càng nhiều càng tốt. Dù rằng cái sự đi theo đó có thể là nó ngày hôm nay nó nhiều, ngày mai gì, lý do gì đó nó bớt lại, nhưng mà không nên bỏ. Chẳng phải tiếp tục, không nên bỏ. Chẳng phải hẹn lại mốt làm cũng được. Bởi vì khi mà hẹn rồi đó là bao nhiêu chuyện nó xảy ra, cho nên mình đừng bao giờ mình nghĩ có thể tiếp tục được. Giống như học Phật Pháp cũng vậy. Phải đi theo một cái chu kỳ tối thiểu nào đó. Thường thường đó, chúng ta không gặp được những cái bậc mà thứ thiệt. Xin thưa quý vị đó, quý vị đọc cái bài kinh Sẩm Bố Thê, quý vị biết đã hơn 3 triệu bậc chánh đẳng chánh giác đã đi qua trong cái thế giới này mà chúng ta chưa từng được gặp một vị nào cả, nên nhớ chứ. Tại vì chúng ta đã dễ vui từ cái thời gian đầu chưa biết được cho tới cái thời gian hiện nay. Nếu quý vị có khả năng được gặp một vị chánh đẳng chánh giác nào trong hơn 3 triệu vị như vậy, thì chắc chắn là bây giờ quý vị không có ngồi đây. Mà ngồi đây rồi là chắc chắn là chưa gặp.
hoặc có thể chúng ta gặp nhưng lúc đó chúng ta là trùng là dế, không có nhận được sự lợi ích nào khi mà chúng ta đối diện với bậc chánh đẳng chánh giác như vậy. Mà đâu phải ít người, quý vị nên nhớ quý vị là cái bài sẵn có thê ra sẽ biết trên 3 triệu vị đàng hoàng. Mà mình vẫn bây giờ vẫn lang thang không biết gì cả thì quý vị biết là mình cỡ nào. Thành lên nên nghĩ rằng làm thế nào để ít nhất trong tương lai được gặp, tương lai gần chứ đừng có nghĩ tương lai xa, để mình còn có cơ hội để đi ra khỏi cái luân hồi này. Còn nếu không thì chưa chắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thú đành thai, con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con, và khi con ngồi nghe Ngài giảng con rất là thấm thía. Dạ, đúng là dòng thanh tử luân hồi trải qua bao nhiêu ngàn đức Phật mà mình còn ngồi đây, thật sự là quá khủng khiếp. Dạ, con thành tâm tri ân Ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Nhục Bình kính mời đạo tràng. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay cũng như có thể chết chát lên ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Dạ, chưa có bàn tay cũng như chưa có câu chết chát. Dạ, dạ, con kính mạch Ngài, Ngài chỉ dạy cho con biết mình phải tu tập như thế nào. Trong lúc mình gặp những chướng duyên, những nghịch cảnh, ví dụ như Ngài nói là dù ngày lễ, ngày Tết, ngày gì đi nữa thì mình cũng phải biết cái mình phải dạch cái mục đích của mình phải làm gì để cứ như vậy mà tiến tới, mặc dù mình có tiến chậm nhưng mình phải tiến tới chứ mình không có đứng đợi. Nhưng mà ví dụ như con đi, hoàn cảnh của con đi, mình thực sự mình chưa thoát được cảnh đời thì mình còn phải dương mang con cháu vì cảnh này cảnh nọ, mình thật sự không đủ can đảm để mình dứt hẳn con cái cháu chích trong những ngày lễ đọc đồ này kia. Mặc dù như bản thân con thì con đến những cái nơi đó con cảm thấy rất rất là cô đơn, nhưng mà không thể nào và không thể nào mà không đến. Rồi thì mình gặp những cái nghịch cảnh, những cái lời nói, những cái hành động của người khác đối với mình bằng cả một cái sự hiểu lầm, thì ngay lúc đó con rất là đau khổ. Nhưng mà con chợt nghĩ lại, đây là cái nghiệp đời trước mình đã tạo, bây giờ mình phải lãnh. Nhưng mà nghĩ vậy cũng chưa hết buồn. Dạ, rồi con lại nghĩ thêm được một chút nữa. Con gặp người đồng đạo thì người ta phân tích thế này thế nọ, thì con lại nghĩ thêm được một chút nữa là ồ, mừng quá, vậy là mình trả được một phần nợ đối với người này rồi. Mặc dù hiện tại người ta là con là cái mình đi nữa, nhưng mà chúng sanh này có lẽ là từ kiếp nào mình đã gieo, bây giờ mình phải trả, thì mình trả thêm được một chút nữa rồi. Thì như vậy thì trái tâm con nó an hơn một chút. Và bạch Ngài, con có nên suy như vậy hay không? Và nếu không thì Ngài chỉ dạy dùm con, gặp trường hợp như vậy thì con phải tu tập như thế nào? Con kính nhân bích đến Ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Chư Tổ, và kính thưa cho quý vị, chúng tôi cũng đã nói nhiều lần trên mấy cái trùng, cái nghiệp mình làm rồi đó, mình đừng có nghĩ rồi mình sẽ tả nha. Mà chúng tôi đã nói chỉ có hai chuyện thôi, một là trốn, hai là dứt. Mình trả nổi mình lo mình trả không, mình thì giờ đâu mình làm cái thiện pháp mới. Mình gì trong cái qua thời quá khứ hoặc đồng thời mình chưa biết đạo, chưa học được giáo pháp Đức Phật, mình tạo rất nhiều nghiệp xấu, nghiệp tốt đều có, nhưng mà đừng bao giờ mình nghĩ mình sẽ trả cả.
Nghĩ là làm sao để trốn, và có cơ hội là giật luôn chứ đừng bây giờ nghĩ trả làm sao nộp lo mình trả cái đó, không là cuộc đời mình nó từ chết, từ bị thương tới chết chứ không nói tiếng nào đó. Đó. Mà bây giờ đó, những cái chuyện như mình hàng ngày mình đối diện đó, mình biết chắc chắn là có thể là do một cái hành động nào mình trong quá khứ, hoặc mình cộng nghiệp hoặc gì ông chồng đó, cái chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng bây giờ trong thời gian đó, thay vì mình lo mình trả, mình nên là tạo thiện pháp khác. Tạo thiện pháp để nó lôi mình ra. Thế còn bây giờ mình nghĩ chắc chắn là mình có cộng nghiệp, có này nọ mình nên trả rồi này kia ông chồng, cái chuyện đó là nó không có đúng rồi. Bởi mình lo nghĩ mình trả, tức là mình làm bậy tiếp tục, chứ làm sao mình trả, lấy gì trả. Đó. Mình nên tạo thiện pháp để mình trốn. Tạo thiện pháp hiệp thế là mình tạo thiện pháp dục giới thì mình trốn được thời gian ngắn. Mình tạo được thiện pháp của sắc giới hoặc vô sắc giới thì mình trốn được thời gian rất là lâu. Nhưng khi mình tạo được cái thiện pháp mà nó là bậc của bậc sơ quả, là mình nghĩa là hầu như là mình dứt luôn tất cả những cái điều kiện xấu xa. Cái chuyện đó là chuyện mình nên làm, chứ đừng nghĩ thôi mình tạo nhiều nghiệp xấu giờ ráng trả hết để cho bớt khổ, càng trả càng khổ làm sao bớt được. Bởi trong thời gian mình trốn là mình trốn bằng cách nào, bằng cách mình tạo thiện pháp thì nó phải bớt khổ, chứ mình tạo thiện pháp mà nó cũng khổ, giống như là mình trả nợ đâu có được. Là chúng tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, những cái gì mình đã làm rồi đó đừng bao giờ nghĩ nên trả cả. Nên trốn và nên dịch mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú đành thai, con thành kính đảnh lễ tri ân ngài rất rất là nhiều luôn. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, sa thú kính mời chị Mét Ta. Dạ, Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Dạ, con kính bạch ngài. Theo tiếp theo câu hỏi của cô Nhật Quỳnh, thì con có cái sự hiểu như thế này, không biết có đúng không. Dạ, mỗi khi mà con gặp một cái nghiệp xấu, một cái điều gì không có vừa lòng vừa ý mà nó xảy đến cho con á, thì con nghĩ rằng đó là cái phước của con, những cái thiện pháp của con nó đã ít đi rồi, cho nên những cái điều xấu nó chạy qua mặt rồi, cho nên nó đến với con. Thì con nghĩ như vậy, thì con nói vậy thì bây giờ phải cố gắng tạo thêm thiện pháp cho nhiều, để mà nó đẩy lùi những cái bất thiện pháp đó ra phía sau. Thì con cố gắng con tạo thêm thiện pháp, thì con hiểu như vậy có đúng không thưa ngài? Dạ, xin ngài chỉ dạy thêm cho con ạ. Dạ, con kính dâng mít tín ngài. Thầy dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị, nghĩ gì cho mất thời giờ vậy? Bất cứ gì trục trặc đến với mình, mình nên tạo thiện pháp ngay lúc đó trong mọi trường hợp mình có thể làm được. Nghĩa là mình phải bỏ qua nó một bên, chứ mình suy nghĩ, mình quán xét về nghiệp quả rồi này kia xong chứ nó tốn thời giờ của mình vậy. Bởi vì khi nó xuất hiện, nó là cái quả của cái hành động nào trong quá khứ rồi, mình còn không cần suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà lúc đó có thiện pháp gì nên bắt tay vô để làm, chứ không phải suy nghĩ những cái chuyện cũ rồi mới làm chuyện mới, không nên. Tập cái hành động đó cho nó quen. Cũng giống như mình đang đi, mình thấy cái gì đó, mình không nên đứng lại để dòm coi nó là cái gì. Đều thấy nó không chắc ăn hay gì, hay là có thể là nó có thể là nó làm cho cái chân mình hay là cái người mình sẽ bị trục trặc gì đó, là mình tránh qua bên đó, mình bỏ, chứ mình đừng có dòm nó coi nó là cái gì chứ, chi cho tốn thời giờ vậy, phải không? Đó.
Thành ra khi mình cẩn thận, mình nhìn cái đó, mình biết cái đó nó không phải là đồ tốt là cứ bỏ đi, chứ đừng có suy nghĩ gì cả. Để hướng dẫn cái sự suy nghĩ, cái việc làm của mình nó thường hướng về cái thiện pháp. Chứ còn nhiều khi mình nghĩ rồi, còn nghĩ cho nó cao thượng, nó, chắc hồi xưa mình tạo cái gì đó, giờ nó theo nó đòi này kiếm chồng. Chúng ta đã nói rồi, nó theo thì trốn. Hoặc là giật thôi, chứ là đâu mà nghĩ ra trả chi vậy. Phải không? Mình nên học Phật Pháp, phải hành theo Phật Pháp, chứ đừng hành theo thói đời. Bởi vì thói đời đó, họ cho là cao thượng, cái đó nó không có nghĩa gì hết. Có cao thượng nó vẫn tốn thời giờ của mình. Mà thời giờ là cái gì? Là cái là nó đi qua, là nó chôm chĩa trên mạng sống của mình. Mỗi một lần mình đi qua một ngày, tức là nó chôm chĩa cái mạng sống của mình trên một ngày. Mỗi lần mình làm sinh nhật một năm, tức là mình bước tới nghĩa địa thêm một bước nữa. Mình vẫn vui vẻ để làm sinh nhật đồ này kia. Thấy không? Chỉ chạy vô ích vậy. Thành ra nên tập những cái đó, những cái thiện pháp nào nó ở trước mắt thì nên hạ thủ công phu để làm cái đó. Chứ đừng bao giờ nghĩ nhìn lại cái cũ quán, cái cũ sao sao như mình học về nghiệp một cái mình biết nó vậy quán đèn chi cho mất tốn thì giờ chi làm công vậy. Thấy không? Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, dạ, con kính tri ân ngài, và dạ, con xin biết tâm con làm theo những lời dạy của ngài ạ. Dạ, con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Dạ, xin trả mình lại cho cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải câu hỏi của chị Metta. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn câu hỏi của chị Metta. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chích chát ạ. Ồ, sa thú cảm ơn câu hỏi của Sát Thát. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi của Sát Thát. Dạ, con xin sám hối về đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu hỏi của Sách Tháng. Bạch ngài, trong thời hiện tại có phải sinh? Dạ, cảm ơn tâm hạnh. Trong thời hiện tại có phải sinh về cõi trời thì có nhiều cơ hội tu tập hơn, vì còn có rất nhiều bậc thánh ở cõi trời. Nam mô Bích Tha giá, dạ, con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Cái đó này nó không có đúng rồi. Nó sinh như vậy, cõi trời có nhiều cơ hội. Quý vị thấy trong bao nhiêu tăng kỳ, Bồ Tát đa số là ở cõi người hoặc là ở bốn đường đắc đạo. Cơ hội để tạo thiện pháp nhiều hơn. Còn bây giờ mình lên cái cõi đó, chắc gì mà có bậc thánh nhiều, nhưng mình có khả năng để mình gần bậc thánh, mà nó bậc thánh nó nói gì đó mình hiểu hay sao? Bởi vì cái background của mình đi ổn quá, mà mình tính cái chuyện đó là không nên. Rồi cái lên đó là mình được sung sướng, cái mình quên cái chuyện khác. Quên liền, chẳng nói tiếng nào đó. Thường thường lên đó sung sướng quên. Thì cái thí dụ dễ hiểu, có người sắp đi. Nói nếu mà ông về cái cõi trời, ông xuống cho tôi biết trên có cõi đó thiệt hay không. Mà có ai nhận được cái đó không? Cái thứ nhất, anh khổ ở đây lên đó, thôi để ngày mai tôi xuống. Ngày mai nó xuống, ông đã đi cái người mà nó hứa để nó nói đi trong tủ mất rồi. Thấy không? Bởi vì người ta mệt lên, nó chỉ cần chơi ngày thì dưới này là nó tiêu rồi chứ làm gì rồi. Đó. Anh đã đừng có bao giờ hy vọng lên cõi đó cả. Trừ phi quý vị hạnh ở cõi này, quý vị là bậc thánh rồi đó, quý vị nguyện lên cõi đó để dưỡng già đây được,
chứ đừng có bao giờ mà nguyện lên đó để gặp được bậc đó để tu hành, không có cơ hội để tu đâu quý vị. Quý vị vô trong casino mà quý vị nói để tu à, phải không? Tu hay chùa tại vì nó không có những cái hấp dẫn kiểu đó. Quý vị đi vô casino có những hấp dẫn, dù rằng cái hấp dẫn đó nó làm cho mình tán gia bại sản, nhưng mà vẫn hấp dẫn hơn là vô chùa nhiều. Thành ra đừng có nghĩ là mình vô casino để mình tu, khỏi phải vô chùa chỉ cho mệt. Nam mô Bích Thai vậy. Dạ sa thủ thành thai, dạ con thấy sát tha đã kính tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi sát tha để cho chúng con được học, và cảm ơn câu hỏi của sát tha. Dạ nam mô Bích Thai giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị có thể đưa những bàn tay cũng như có thể và sa thủ mời Quỳnh Giang Nhật Hà nha. Dạ, mời Vinh Giang Nhật Hà cầm mic ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Liễu Tông, Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, hôm nay là cái ngày đầu năm ở bên Mỹ đó, cái ngày Tết Tây. thì con cũng thường nghe mọi người cũng chúc nhau là nào là 12 tháng hạnh phúc, 52 tuần, 365 ngày, rồi chia cho tới 30 mấy triệu giây hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc ở đây á là những cái sự vui vẻ, thì mỗi người có cái nhìn khác nhau về hạnh phúc. Có người thì muốn là nhà to, cửa đẹp, rồi vợ đẹp con xinh thì mọi thứ cũng là hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc thì nó vẫn còn cái nền tảng của tham sân si. Còn thường quý sư chúc cho tụi con thì là những cái pháp có được sắc tốt, sức mạnh, an tuổi thọ và an lạc đó, thì là cái cũng là rất là tốt cho một cái cuộc sống tốt hơn, mà cũng là chưa là tốt nhất. Mà nếu như vậy thì Phật tử tụi con mà có thể học theo cái hạnh nguyện của chư Phật đó, mình chúc nhau có được những cái niềm tin, tinh tấn và trí tuệ, có được không thưa sư? Hay là niềm tin, tinh tấn và trí tuệ là những cái con đường để mình đi ra khỏi, nhưng mà phải trải nghiệm mới có được. Mà không có qua được bằng cái lời chúc, sư có thể giảng dùm cho con điểm này. Và con xin dâng mic tới sư à. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Bất cứ lời chúc nào vậy, đó là cái sự hy vọng của cái người đối diện, họ muốn mình được cái đó. Nhưng mà mình nên nhớ là hiểu rằng mình muốn được cái đó, chính mình phải hạ thủ công phu tạo cái điều kiện để mình được hưởng, chứ không phải người ta chúc mình là mình được. Nếu người ta chúc mình được, thành ra mình cứ nằm nhà chờ cho người ta chúc là không khỏe hơn, khỏe không đi làm ngày mệt luôn này kia, bị chủ kiếm chuyện luôn này kia, phải không? Nên nhớ cái điều kiện mà người ta chúc mình đó, tức là người ta muốn mình được thọ hưởng những cái điều tốt lành như vậy. Thì cái điều tốt lành đó là cái quả của cái hành động của cá nhân mình, chứ không phải cái quả của cái lời chúc đó. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra mình muốn có được cái thành quả đó, mình phải hạ thủ phu làm, để làm mới có được cái đó chứ. Chứ không phải người ta chúc là mình được đâu.
Nếu người ta chúc là mình được là thấy khỏe rồi. Quý vị nhìn những cái bậc trí đó, điển hình là Đức Phật đi, có bao giờ Đức Phật chúc ai được này được ngon? Mà lại đây ngài biểu phải làm vậy, phải làm kia, phải không? Thì cái này cũng vậy. Người ta muốn mình được cái đó, nhưng mà cái để được cái đó thì mình phải hạ thủ công phu, chứ không phải cái người chúc hạ thủ công phu. Bởi nếu cái người chúc hạ thủ công phu thì người ta được cái đó, chứ làm sao mình được. Thành ra nên nhớ những cái chuyện, cái lời nói đầu môi chót lưỡi đó, đó là cái niềm hy vọng của cái người đó đối với cá nhân ai đó. Nhưng mà cái cá nhân người nhận nó phải biết rằng chính cá nhân mình là cái người phải hạ thủ công phu để được cái đó, chứ không phải người ta chúc là mình được. Nhớ chuyện đó, thành nó muốn được cái đó là phải hạ thủ công phu, phải làm ra sức làm chứ đừng bao giờ nghĩ à năm nay rồi gặp mấy ông sư cũng chúc mình được vậy thôi, cả năm nay mình ngủ chắc được cái đó. Quên chuyện đó đi, lo nằm ngủ đi, chỉ nước cho sớm rồi. Nằm mua với tài vậy. Dạ, sa thú sa thú, và con xin kính tri ân sư. Nhưng mà con cũng thường có những bạn đạo nhiều khi cũng hay, nếu mà mình ngồi thiền hay là mình làm những cái thiện pháp thì người ta hoan hỷ, người ta sẽ chia phước cho mình. Thì cũng có nhiều người người ta cảm ơn như vậy đó, nhưng có nhiều người người ta cũng rất là nhanh mồm nhanh miệng, thì cứ ở đâu làm thì người ta cũng cứ anumodana như vậy đó, người ta cũng được vui. Thì nó có được cái lợi ích gì không thưa sư? Hay là một người thì đi bỏ sức ra làm, rồi một người mình cứ ngồi đó mình cứ anumodana thì mình cũng nghĩ là mình có phước theo như vậy, có được cái phước bằng người kia, hay là cái tỷ lệ nó như thế nào thưa sư? Sư có thể giảng giùm cho con điểm này. Dạ, con xin nhân biết đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa cho quý vị. Mà làm điều đó tức là làm một trong 10 phương pháp tạo phước, tức là từ hỷ phước báo đó. Thường thường cái sự từ hỷ nó nghĩa là phước đó là phước ly trí, chứ không thể nào phước hợp lý được. Mà phước ly trí quý vị biết không có làm ăn gì được nhiều đâu. Đó. Nhưng mà nó giúp cho người đó được vui vẻ vậy thôi. Nên mình muốn được hưởng thì mình phải hạ thủ công phu, chứ mình chờ người ta chúc để mình được thì không được bao giờ. Thành ra họ thấy mình hạ thủ công phu thì khi mà họ nói những câu đó, nếu mà cái tâm họ là tâm thiện thì họ được phước. Nhưng mà nếu họ nói với tư cách mà nó chọc thì làm gì có phước đâu. Dầu rằng là cái lời tùy hỷ phước báo, nhưng mà tùy hỷ với cái sự chăm chọc thì cũng chẳng có phước báo gì cả, tùy theo. Ta nhớ là người ta thấy mình làm thì người ta hành động khuyến khích của người ta. Nhưng khuyến khích với thiện pháp thì là phước, mà khuyến khích với tư cách đùa giỡn thì nó không phải là phước báo gì cả. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, sa thú, con xin tri ân sự chỉ dẫn của sư. Dạ, con có thêm một cái câu hỏi nữa là giống như là một số mà kêu gọi làm thiện sự. Con nghe thường sư giảng là các vị sư thì rất ít khi là kêu gọi, nhưng mà nếu mà như Phật tử thì là thì con kêu gọi với nhau có được không thưa sư? Nhiều khi cái này cũng là một cái vấn đề tế nhị, mà nếu mà mình làm theo á, có nhiều khi á, mình làm theo cái hiệu ứng số đông á, thì nó cũng không được tốt lắm. Mà nếu mà mình không làm thì mình cũng có sự e ngại. Mà nhiều khi con thấy nếu mà tự mình có cái tâm mình thấy cái chuyện gì mình làm được á, mình làm á, thì là nó tốt nhất. Như vậy đối với Phật tử có nên kêu gọi không thưa sư? Con xin sư chỉ cho con điểm này để con có được hiểu thêm ạ. Và con xin dâng mít đến sư ạ.
Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tăng, dạ kính thưa chư quý vị. Phật tử kêu gọi thì được, nhưng mà phải biết mục tiêu như thế nào, có phù hợp với luật pháp, có này có nào bao nhiêu chuyện. Chứ còn nếu mình nhắm mắt làm càng, nhiều khi nó bao nhiêu chuyện cho nó không phải dễ đâu. Thứ nhất là ở những cái xứ mà luật pháp nó tương đối nó chặt chẽ, mà nó khui ra chỉ cần thiếu một chút tiền thế là mình cũng bá lỡ rồi. Là cái chuyện đó là cẩn thận chứ. Mình phải biết cái mục tiêu của người đó, nó làm nó để làm gì đó. Nó có nhiều cái chuyện nhiều khề lắm, trên nó không có dễ như mình tưởng. Mình đi tới cái nơi đó, thấy người ta đang có một cái project gì họ cần, thì mình tùy khả năng mình có thể giúp ít nhiều tùy khả năng mình. Chứ đừng bao giờ mình nghe lời những cái người hấu hào rồi này chưa xong, rốt cuộc là chưa chắc là cái đó là chuyện thật, thì nhân viên mình cũng bị lường gạt, thì cái hậu quả nó sẽ làm cho cái phước mình không có gì cả, mà còn nhiều khi còn tu tội nữa. Thành ra mấy cái đó nên cẩn thận, kêu gọi là một chuyện, nhưng mà mình nghe thì mình phải suy đoán, suy xét đàng hoàng, đúng thì làm mà không đúng thì không nên, bởi vì cái đó nó không phải là cái chuyện mà nghĩa là được phước nhiều phước ít gì đó, không phải tùy theo luật pháp nữa. Thì theo những số cái điều kiện khác mà mình phải hiểu mới được. Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, sẵn sư nói đến cái vấn đề mà luật pháp á, thì có một số người, người ta làm đi làm rồi người ta đóng thuế theo đúng theo quy định của chính phủ á, thì là người ta không có khai gian lận, người ta khai đúng thì nó đóng thuế nhiều vô, thì chính phủ người ta cũng dùng những cái tiền thuế đó, người ta làm những cái chương trình từ thiện, người ta giúp cho những cái chương trình, giúp cho những cái người già đi làm mà về già mà không có lợi tức chẳng hạn, hoặc là người ta mở những cái nhà dưỡng lão mà cho tới những cái ngày lạnh quá thì mới mở cửa, hoặc là có những cái ngày phát đồ ăn vào những cái đêm Noel hoặc là Thanksgiving rồi như vậy đó, thì là những cái người mà người ta đóng thuế như vậy, người ta có phải là giống như là bố thí không sư, hoặc là người ta chỉ tuân thủ theo pháp luật nhưng mà có được cho là bố thí, hay là người ta phải đi tới chùa hay là những cái chương trình từ thiện mới được gọi là bố thí? Dạ con xin sư giảng dùm cho con điểm này. Dạ con xin dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thường thường đó, cái đó là mình gọi bố thí thì nó cũng không có chính xác. Bởi bố thí khi nào là cái tâm của người đó bằng lòng, bất chịu lợi. Còn cái chuyện đóng thuế đó là do luật pháp của chính phủ. Mình ra, mình đóng cái số tiền đó, người ta có thể ta làm rất nhiều cái việc lợi ích, thì mình chỉ hưởng cái quả phụ trong cái những cái lợi ích nó có. Phụ là như thế nào? Ví dụ kiếp sau hay là kiếp này đi, mình có thể ở trong những cái cộng đồng mà mình có hưởng số cái điều kiện mà do cái thuế của dân chúng đóng mình được hưởng. Tức là mình làm những cái việc đó dầu rằng không có sự tình nguyện của mình, bởi vì mình làm theo luật pháp. Tức là mình đóng thuế là làm theo luật pháp. Còn cái sự mà bố thí là mình tình nguyện mình làm, mình thấy việc đó mình cần phải bỏ ra, thì cái đó nó nhiều năng lực hơn. Tại sao? Bởi vì mình đã đóng thuế rồi, bây giờ mình bỏ là cái phần dương mình để mình làm cái việc đó. Thì nên nhớ hai cái nó khác nhau rất là xa, chứ nó không khác nhau rồi. Thành ra cái chuyện mình muốn làm đó, muốn bố thí thì cứ làm. Nhưng mà mình bố thí rồi đó, rồi cái mình lấy cái đó mình để mình trừ thuế rồi này kia xong, thì cái đó nó không còn là bố thí nữa, mà nó làm cái hình thức để mình là cho đỡ mất tiền gì ông xong đó, bao nhiêu chuyện nó tùy theo rất nhiều cái điều kiện nhỏ nhặt trong đó, chứ nó không phải dễ giống như mình nghĩ đó. Có nhiều người đó bị đóng thuế nhiều rồi cũng phải đi làm những cái chuyện rồi bố thí, rồi cái lấy cái những cái giấy tờ liên quan đó để được trừ thuế rồi này kiếm dùng cái gì đó. Thành ra mình muốn tạo tiền pháp phải làm cho nó trong sạch,
chứ không phải là mình lựa vào một số khe hở của luật pháp để mình làm được cái gì đó. Dĩ nhiên những người ngoài ta không biết, ta thấy mình, ta tưởng là mình tứ thiện, nhưng mà cái nghiệp của ai người đó hưởng thôi. Làm đúng thì nghiệp lành, mà làm không đúng vẫn xa cơ như thường. Chứ đừng có tưởng là ôi mình lách luật đồ này kia không dùng. Quý vị nên nhớ nhân quả thuộc về nghiệp đó. Mình vui gì có lách cái mấy cũng không có thoát khỏi tay nó đâu. Anh làm gì cũng phải nghiên cứu cho kỹ cả, đừng có để cái ác pháp nó chèn vào trong đó. Bởi khi cái ác pháp nó chèn vào thì hậu quả nó phải đau thương, chứ không có đường nào tránh khỏi cả. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ sa thú sa thú. Dạ con xin tri ân sư, và con cũng xin kính tri ân sư quý sư đã mở room và vô room hàng tuần để giải thích những thắc mắc của tụi con, để cho tụi con được học hỏi. Dạ bây giờ con xin dâng mic lại cho đạo tràng và xin mời quý vị đặt câu hỏi để tụi con có thể học hỏi được ạ. Dạ con xin dâng mic lại ạ. Dạ sa thú sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi của huynh Giang Nhật Hà. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn huynh Giang Nhật Hà đã có những câu hỏi để ngài giải thích và đạo tràng được học. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời bàn tay cũng như mời những câu chích chát của quý vị ạ. Dạ Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu, gửi chào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chích chát ạ. Dạ, Nhật Quỳnh cũng chưa có thấy câu chích chát, cũng chưa thấy bàn tay. Dạ, Quỳnh, để Nhật Quỳnh coi coi Quỳnh còn ở trong đây không. Chiếc lá mùa xuân nè. Hồi nãy Nhục Quỳnh thấy có Quỳnh mất tiêu rồi, chạy ra mất tiêu rồi. Dạ Nam Mô Bích Ta giá. Chiếc lá mùa xuân hôm nay có câu hỏi không? Alo, chiếc lá mùa xuân có câu hỏi không? Ồ, khá thú. Câu hỏi của Quỳnh học giáo pháp, nhưng mà nếu Quỳnh học giáo pháp cầm mít được thì Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh học giáo pháp cầm mít, hay là Nhật Quỳnh đọc ạ. Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu. Quỳnh học giáo pháp ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, rồi Nhật Quỳnh sẽ đọc nha. Chờ Nhật Quỳnh chút xíu. Con xin được đọc câu hỏi của Quỳnh học giáo pháp ạ. Kính thưa ngài, Đức Phật nói đến bốn loại thức ăn, con chưa hiểu lại thức thực và xúc thực à. Con nghĩ khi có xúc thì thức nhãn tỷ, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân thức chắc chắn sẽ sanh lên, thì con không rõ về Đức Phật nói cả xúc và thức làm hai loại thức ăn riêng biệt. Dạ Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bích Tha giá. Kính bạch chư toàn hiền giả, kính thưa cho quý vị, thật sự chữ A Hà Đá đó, dành từ Bali có nghĩa là dẫn tới, đem đến. Rồi mình tiếng Việt mình dịch thành là thực, rồi mình tưởng là thức ăn rồi này kia, cái đó không phải. Nó có bốn loại tất cả. Loại thứ nhất gọi là cả Pali cà rà hả đó. Thì cái này đó, nó là cái những cái dưỡng tố trong cái thức ăn mình ăn vô đó. Những tố trong thức ăn mình ăn vô
giúp cho một số cái sắc trong người mình được phát triển. Cái thứ hai là phạt xả hạ đá, tức là xúc. Xúc là đem tới, dẫn tới cái gì? Dẫn tới về thế na, tức là dẫn tới cái thọ đó. Xúc chúc duyên cho thọ đó, quý vị thấy không? Thành ra khi mà mình có cái xúc rồi đó, thì nó sẽ dẫn tới những cái cảm giác trong cái việc mà mình thọ nhận cái đối tượng. Nó có thể là lạc, có thể là khổ, hoặc là có thể là nửa lạc nửa khổ, thí dụ vậy, là dẫn tới. Còn cái mano sẵn chê tà na hả đó, thì cái loại này đó là nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới cái sự tái sanh của chúng sanh, tái sanh của cái người mà người chữ thiên, phạm thiên, hay là như là thú rồi này kia chồng đó. Còn cái mà tức thực, tức là nguyên nhà đó, tức là nó dẫn tới cái gì? Nó dẫn tới các tâm sở và các sắc nghiệp. Thành ra nếu mình hiểu những cái đó, đây là mà liên quan tới cái chữ hạ đá này đó, tức là dẫn tới, tức là nó đem tới cái quả, chứ nó không có, có phải là mình gọi là dịch thực, xúc thực đồ này kem chồng, không phải. Thì nó có bốn chuyện gì đó, nó bốn chuyện đó đó nó liên quan tới cái cơ thể con người, cái cơ thể của mình, cái danh sách của cơ thể của mình. Nó chỉ có cái đầu tiên thì nó là ô cha, tức là mình gọi là sinh tố rồi này kem chồng đó. Nó do cái vật thực nặng vô rồi nó mới rồi nó cơ thể nó chiết những cái đó ra, để nó giúp làm cho cái những cái sắc trong người mình nó có thể nó hoạt động. Còn ba cái kia thuộc về danh, một cái thì nó dẫn tới cái sự phát sanh của thọ, một cái thì nó dẫn tới sự phát sanh của các tâm tái sanh, tâm tái tục, và một cái cuối cùng á, tức là nguyên nhà na hạ đá, tức là thức thực đó, thì nó là phát sanh tâm sở và sắc nghiệp. Thì nó chỉ có bốn chuyện đó để nói vậy thôi. Thành ra bây giờ đó nói là chưa hiểu thức thực là tại vì mình cứ theo loại thức ăn đó mình phải làm sao mà hiểu. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa của nó đó, tức là đem tới hay dẫn tới cái kết quả, thì mình sẽ hiểu rằng nó không có liên quan gì tới đồ ăn đồ uống vậy đó, nó không có liên quan vậy đó, mà nó là một cái loại pháp để nó làm cho cái hậu quả của một số cái chuyện phát sinh. Thì quý vị nên hiểu tứ thật chỗ đó, chà tu hạ đá là vậy đó. Không có thức ăn nào mà gọi thiên biệt giống như cái câu hỏi này đó. Nó là bốn chuyện mà nó hướng dẫn tới một số cái điều kiện, có những cái pháp trong cơ thể của mình. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, sa thú đành thai, con thấy huynh học giáo pháp đã sa thú, con kính tri ân ngài, và chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài và cảm ơn câu hỏi của học giáo pháp. Nam mô Bích Tha giá, dạ nhục bình hãy có chiếc lá mùa xuân nè, có xích hà nè. Quý vị có đặt câu hỏi không? Có câu hỏi nào thì xin đưa bàn tay lên, và có thể nếu không cầm mic được thì chết chát lên nhục bình đọc. Dạ, huynh học Quỳnh tu học Phật pháp và có trước máy không ạ? Giờ Quỳnh có sẵn sàng chưa? Nếu chưa có câu hỏi của trong đầu tràng, nhục Quỳnh hỏi một câu để trong khi chờ đợi Quỳnh sẵn sàng. Alo, Quỳnh tu học Phật pháp có ở đó không? Có nghe được âm thanh nhục Quỳnh không? Có ở trước máy không Quỳnh? Nên cho nhục Quỳnh một tín hiệu đi.
À, trong khi không có câu hỏi thì Nhật Quỳnh xin hỏi Ngài một câu để Ngài giải đáp xong rồi. Kính mời Quỳnh Ngang. Alo, alo. Quỳnh tôi học Phật Pháp. Dạ, ưu tiên rồi. Dạ, đúng là ưu tiên. Nên là nãy giờ có Quỳnh chào nhưng mà cũng nhiều vị đã hỏi những câu rất hữu ích rồi. Dạ, vậy bây giờ Nhật Quỳnh hỏi một câu rồi mời Quỳnh nha. Dạ, mà bạch Ngài như lúc nãy con nghe Quỳnh Giang Nhật Hà hỏi về cái vụ đóng thuế. Ví dụ bây giờ ví dụ như con đi, con làm việc mà mình nói thì không có nói vào chính trị chính em gì hết, nhưng mình nói thực tế đi. Ví dụ bây giờ con làm có được nhiều tiền mà cái luật ra thì người này làm được tiền như thế này thì phải đóng thuế như thế này, thì trong tiền đóng thuế đó thì mình thấy cũng giúp cho người nghèo và những người khó khăn, những người đơn chiếc trong số đó thì cũng có rõ ràng những người có tiền. Ví dụ như con làm là cái người có tiền thì mình thấy ồ, tại sao mình phải như vậy, mình phải đóng thuế như vậy. Rồi thì còn những người nghèo thì những người khó khăn thì người ta thấy ví dụ như ra cái luật phải cắt quyền lợi những người nghèo này, ví dụ như tiền cất thêm hay là tiền bảo hiểm xã hội bị giảm đi, thì có những cái người ta bị giảm, mặc dù tiền cất thêm tháng người ta chỉ được mấy chục hoặc là 100 đồng đi, mà bây giờ còn giảm xuống nữa, thì đối với những người nghèo, đối với mấy chục người ta thì rất là lớn, nhưng mà đối với những người có tiền thì không là bao. Thì con là cái người làm có tiền, con suy nghĩ tại sao mình phải làm như vậy, tại sao phải đóng thuế, phải cho những người đó, họ lấy những cái tiền đó họ không chịu đi làm, họ không này kia. Thì như vậy mà mặc dù con phải đóng thuế nhưng mà trong lòng con không có sẵn sàng. Như vậy thì cái quả của con nó sẽ như thế nào, và cái người mà người nghèo người ta có thể ý nghĩ người ta sẽ mất quyền lợi, người ta lo lắng, người ta nói ra thì như vậy hai cái quả nó sẽ như thế nào bạch Ngài. Cho con kính dâng bạch thánh Ngài, Ngài chỉ dạy cho con. À, Nhật Quỳnh nhắm mắt, Nhật Quỳnh hỏi, Nhật Quỳnh không có thấy cái câu hỏi của Quỳnh Quang. Dạ, con xin gác câu hỏi của con lại để con đọc câu hỏi của Quỳnh Quang bạch Ngài. Dạ, bà sư, con nghe về tà định và tà tuệ, thế nào là tà tuệ, xin sư cho ví dụ. Trí khác duy tuệ, dạ con kính dâng bích đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, nam mô Bụt Thầy. Dạ, cái bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, thực sự tà định là cái định nó trong ác pháp, nhưng mà tà tuệ là cái danh từ người ta nói ra chứ nó không có chi pháp. Bởi vì tuệ đó là nó là một loại thiện pháp mà nó chỉ ở trong thiện pháp mà thôi, chứ nó không có ở trong bất thiện pháp. Thành ra có những cái mà mình dùng chữ tà để chỉ cho nó đối diện với cái chánh, nhưng mà về phương diện mà thực tính pháp thì nó không có nghĩa lý gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nói chánh niệm thì cái đối diện với chánh niệm là tà niệm, như vậy thấy không? Nhưng mà gì là học gì pháp thì biết cái tâm sở niệm nó không ở trong bất thiện pháp, thì là nó không có chế tà niệm. Nhưng mà người ta nói như vậy để ấy, thì thành ra quý vị học trong đó sẽ thấy nó định nghĩa đàng hoàng, nghĩa là tám chánh tám tà, nhưng mà chỉ có chính pháp có cái thực tính pháp mà thôi, chứ không phải là có cả đủ, chỉ có chính cái mà thôi. Thành ra mình học mình phải đọc cái đó để mình hiểu. Có những cái danh từ nó khi họ dùng thì chỉ đối diện với cái mà họ đã nói thôi, chứ nó không có, nhiều khi nó không có cái ý nghĩa thật sự. Thì chữ tà tệ cũng vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ,
Dạ, sa thú đành thay chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của Huynh Quang. Và Nhật Bình kính cảm ơn câu hỏi của Huynh Quang. Nhật Bình thấy Xích Hà xuất hiện rồi, thì các hạ có câu hỏi không? Có câu hỏi không thì cho Nhật Bình một tín hiệu đi, Nhật Bình nhường mic. Hà ơi, Hà có câu hỏi không? Alo, alo. Dạ, vậy là Xích Hà chưa có câu hỏi. Dạ, Nhật Bình kính mời Huynh tu học Phật Pháp. Lúc nãy Nhật Bình nói rồi, nếu không có ai hỏi thì Nhật Quỳnh hỏi một câu rồi mời Quỳnh. Mà bây giờ đã có câu hỏi của Vinh Quang rồi. Dạ Nhật Quỳnh bây giờ. Rồi không sao, cứ thôi đã đi nghe là được rồi. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Quỳnh tôi học Phật Pháp nha. Nhật Quỳnh nhường mic cho Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ và xin chào các anh chị đạo hữu ở trong room ạ. Dạ con nêu một cái vấn đề để cho sư giảng giải là về cái câu pháp cú 102, câu pháp cú 102 thì có nói rằng là dầu cho là mình có học, mình nói 100 cái câu kệ mà cũng không có lợi ích gì, tốt hơn là chỉ có một cái câu pháp thôi mà nghe xong thì là được tịnh lạc. Thì như vậy thì cái chỗ mà trong cái câu này, cái chỗ mà được tịnh lạc ở đây phải chăng đó là mình chứng thánh hả thưa sư? Mà nếu như vậy thì thành ra là cái câu cái lời dạy này á thưa sư, nó có vẻ như lời dạy này có vẻ như là không có khuyến khích là mình học nhiều hay sao? Như vậy thì xin sư làm rõ về cái nghĩa của cái câu này để mình đừng có hiểu theo cái nghĩa bị rơi vào cái gọi là tức là giống như là mình không có quan trọng cái vấn đề về cái pháp học vậy đó. Cái câu 100 con đọc lại cái câu pháp cú 102, tức là dầu nói 100 câu kệ nhưng mà không có lợi ích gì, tốt hơn là một cái câu pháp mà nghe xong được là tịnh lạc. Đã, như vậy thì con gửi mic để cho sư giảng giải cái ý nghĩa của cái này, của cái câu này thêm. Con gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị, chúng tôi nói nhiều lần rồi, cái tám bộ tam tạng 84.000 pháp môn không phải Đức Phật dạy cho chúng ta đâu. Nên ngày xưa vào thời Đức Phật, khi cái vị nào mà lọt vào vọng trí của Ngài đó, Ngài nói một câu thôi. Tại sao? Bởi vì Ngài biết trong tiền kiếp họ học cái gì, bây giờ chỉ cần câu đó là họ có thể họ thấy được. Nghĩa là thấy được cái sự thật của cái pháp, có thể đắc thánh hoặc có thể đắc thiền, tùy theo. Thành ra khi họ nói câu này nói cho người đó chứ không phải nói cho mình. Đó. Ông đâu học nhiều rồi, bây giờ nói câu này là ông học cái xong rồi cái ông nghe xong ông đắc được liền. Nhưng mà mình á, bây giờ tại sao mình phải học nhiều? Tại vì mình không biết chính mình là ai, không biết kiếp trước mình học được bao nhiêu chuyện. Thành ra kiếp này đó, tất cả những gì có trong tâm trạng là nên học đó. Bởi vì thường mình học có hiểu hay không cái chuyện tính sao, nhưng mà nếu kiếp này mình học nhiều, kiếp sau mình cũng học, kiếp sau mình học tới gặp cái vị Phật thứ năm trong cái giáo pháp này, Ngài khi Ngài gặp mình, Ngài cũng chỉ hỏi một câu hay Ngài giảng một câu thôi, chứ Ngài cũng không có giảng nhiều. Nên nhớ cái câu nào mà mình học mà mình hoặc là hiểu tường tận hoặc là chưa hiểu thì Ngài chỉ dùng cái câu đó mà thôi. Thì trong trường hợp này cũng vậy, thành ra người ta nghe một câu mà người ta có thể đắc. Còn mình bây giờ đó, nhiều người thuộc cả 423 câu kinh pháp cú nhưng mà không đắc gì cả. Rồi, mình học là tại vì mình không phải cái loại mà học tâm tạng nên nhớ chuyện đó, cái gì nên nhớ gì đó. Nghĩa là 84.000 bài pháp mà Đức Phật giảng chỉ giảng cho hạng thứ nhất, hạng thứ hai. Hạng thứ nhất là một cái tỷ tinh nhu, hạng thứ hai là quyết và chỉ tinh nhu mà thôi. Còn mình thuộc hạng thứ tư thì đừng hy vọng gì cả, dầu rằng cái đó cũng là đọc tâm tạng nhưng mà đọc cho vui thôi, nên nhớ. Rồi đừng tưởng đâu là ông đó ông nghe một câu chỉ học có một câu không đắc, mình không nha.
Tại vì ông đó ông đã học rồi, hết tất cả rồi. Còn mình chưa học câu nào nữa, bây giờ mình tiếp tục học để một hai kiếp sau hay là vài ba trăm kiếp sau mình gặp được cái vị Phật khác đó, vị Phật sau này đó, thì ngài cũng thấy mình giống như cái ông kia nên nhớ chuyện đó, chứ không phải là bộ mình tưởng là cái bộ tâm tạng đây họ Đức Phật giảng cho mình à. Không có đâu quý vị. Nếu mà ngài giảng cho vị nào vị đó không còn ngồi ở đây nữa, tối thiểu cũng phải lên cơ gồm mà khỏi cõi ngũ tịnh cư rồi chứ giờ còn cái nữa đâu. Người nào được được nghe tâm tạng từ miệng Đức Phật nữa, giờ không còn đây nữa quý vị. Còn mình tưởng đâu là mình có khả năng đọc tâm tạng, nói chơi gì vui chứ không có khả năng là quỳnh nằm một cái thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ, và dạ, còn kính cảm ơn sư ạ. Đây còn thấy có một cái câu, có một cái câu hỏi nha, của cái nick là học giáo pháp, là thưa ngài, con thấy trong kinh điển có cái bộ này có nhiều cái đoạn trích lập của bộ khác, như là trong kinh Tăng Chi có nhiều bài kinh mà cắt nhỏ ra từ cái kinh Trường Bộ, Trung Bộ. Như vậy việc liệt kê mà 84.000 bài pháp có đúng hay không ạ? À? Mít cha sư. Nam mô Phật Thà và kính bạch chư tôn hàng giả kính thưa cho quý vị. Đúng sao đúng, đó là lời của ngài Ananda nói lại cho chư tăng mà đang kết tập tâm tạng lần thứ nhất đó. Chính ngài nói là từ miệng tôi, chính tay tôi nghe từ kim khẩu của Đức Thế Tôn 82.000 bài pháp và 2.000 bài pháp từ các bạn đồng phạm hạnh. Đó là cái câu của ngài Ananda nói trước chư tăng đàng hoàng, chứ không phải người ai nói cả. Quý vị nên nhớ cái đó để hiểu rằng cái đó là đúng chứ không có đi sai cả. Còn quý vị đọc á, tại sao có chỗ này trong Trường Bộ Kinh có cái này là, xin thưa đó, ngày xưa Đức Phật không có giảng Trường Bộ Kinh, cũng không có giảng Trung Bộ Kinh, mà nhớ chuyện đó. Ngày gặp cái vị nào đó ngày giảng một bài pháp, có khi vài câu, có khi vài chục câu không chừng. Rồi khi mà kết tập tâm tạng đó, người ta mới đọc. Người ta đọc rồi người ta cái này đó dài, thì nên người ta xếp vào Trường Bộ Kinh, xếp vào Trường Kinh, Trung Kinh là những cái tên đặt ra do những cái vị kết tập tâm tạng người ta làm, chứ không phải Đức Phật giải. Đức Phật đâu có gặp người nào mà dạy nguyên cái Trường Bộ Kinh đâu. Quý vị mình hiểu vậy đó. Thành ra quý vị có đọc mà có thấy nó trùng là lý do là như vậy. Ngài nói cái ông này cái câu đó, rồi ngài nói cái ông khác cũng cái câu đó. Thành ra khi ngài nó đang ngài nhớ hết cái đó, thành ra khi ngài đọc lại đó, thì người ta mới xếp vào cái này, xếp vào kia. Chứ không phải cắt từ cái chỗ này bỏ qua chỗ kia bỏ qua chỗ nọ, không có. Nhớ chuyện đó, Đức Phật không có dạy Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh gì cả. Ngài chỉ có dạy luật và pháp mà thôi. Thì pháp là gồm có tạng kinh và tạng kia thắng pháp. Thành ra quý vị đọc nhiều khi thấy nó trùng. Nó trùng là tại sao? Tại Đức Phật nói người này cũng cái điều đó, ngài nói với người khác cũng cái điều đó. Thì khi người ta, khi mà ngài nó ra ngài lặp lại tất cả, chứ ngài không có bỏ nào. Bởi vì từ chính lỗ tai tôi nghe từ miệng của từ kim khẩu Đức Phật như vậy mà, ngài đâu dám bỏ. Thành ra mình đọc sau này, mình đọc có những cái chuyện mình thấy nó giống như là nó lộn xộn, chứ thật sự không phải. Mình nhớ chuyện đó. Đức Phật ngài gặp ai ngài nói câu rất là ngắn thôi, chứ không có nhiều. Còn mình bây giờ mình đọc cái bài đó, nó vừa dài mà nó vừa khó, nên mình đọc xong mình cũng không hiểu gì hết. Nam mô Phật Thầy giá.
lên đó. Không biết là hiện giờ là ở trong room Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Tha Giá. Con kính lệnh lễ sư Điều Tông, con kính lệnh lễ sư Trí Đức. Và con kính lệnh quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sada đã cho biết những thanh rõ. Chắc Sít Nhật Quỳnh và đã bận rồi và bắt ngay. Như vậy thì trong cái câu hỏi của học và học giáo pháp đó này, thì cho đến khi lần kết tập kinh tạng thứ mấy á, thì quý ngài mới chia ra từng đoạn là kinh trường bộ, kinh trung bộ. Và chứ ngày xưa thì Đức Phật cứ giảng gặp trường hợp nào thì Đức Phật giảng trường hợp đó để mà độ người đó. Nhưng mà con không hiểu là khi mà kết tập kinh tạng thì không biết tới kết tập kinh tạng lần đầu á, hay là lần thứ mấy thì quý ngài đó đã chia ra từng bộ kinh như vậy. Thưa ngài, con xin dâng bích đến cho ngài để ngài giảng cho chúng con hiểu rõ thêm ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chú quý vị. Này thì nó không rõ ràng, nhưng mà như là tới không biết lần thứ ba hay lần thứ tư gì tôi không có rõ. Thì người ta mới chia ra vậy cho mình dễ nhớ dễ đồ thôi, chứ còn thật sự ra đó thì từ đầu thì có bao nhiêu Đức Phật dạy bao nhiêu thì ngài nên đang ngài lặp lại từng lời hết, người ta ghi vậy thôi, ghi là lúc đó là pháp với lục mà thôi, chứ không có ấy. Rồi sau này như lần thứ ba hay lần thứ tư gì đó, hay bắt đầu là chia ra rồi cho nó dễ nhớ dễ hiểu gì mà, nhưng mà cũng chỉ bao nhiêu đó thôi chứ không có nhiều. Nhưng mà quý vị nên nhớ là Đức Phật nói nhiều những bài kinh mà dài nhất, nhiều bài chuyển pháp luân chẳng hạn, thì khi Đức Phật cũng kêu mấy ông đó này tư thì kêu lại đây nghe thầy giảng, chứ ngài đâu có nói là giống như mình đọc bây giờ từ đầu đâu. Từ đầu là giới thiệu tại thành nào đó, tại xã gì đó, Đức Phật gọi năm thầy kêu dù. Cái đó là sau này cái tập tạng người ta thêm vô cho nó có dần có điệu, cho đọc cho nó hay gì thôi. Chứ Đức Phật thì không có nói với đó, không có giới thiệu ta sẽ giảng cho người nghe bài kinh chuyển pháp luân, đâu có. Không có đâu. Quý vị nên hiểu Đức Phật này, bất cứ người nào lại là ngài chỉ hỏi, ngài nói sẵn tóm tắt những cái đó, bởi vì cái những người mà ta gặp thời Đức Phật, rồi ta gặp Đức Phật là biết thứ thiệt không, chứ đâu phải giống như mình bây giờ đâu. Nghe xong rồi đọc đi đọc lại, để bữa sau đem ra đọc tiếp cũng chưa hiểu. Hồi xưa ta nghe xong ta đắc liền, chứ ta đâu có chậm chạp giống như mình bây giờ. Mình bây giờ đó, nghĩa là ngoài chánh tạng còn có chú giải sớ giải rồi gì ông chùm đọc mới hiểu được chứ. Không đọc chú giải cũng hiểu, nhiều khi đọc chú giải không chưa hiểu phải đọc thêm sớ giải này kia bao nhiêu chuyện chứ mình mới hiểu được chứ. Rồi giải Đức Phật thì nó đâu có vui gì tưởng à. Chúng tôi nói nhiều lần à, ngày giải là cho cái thời ngày giải rồi, ngày giải cho hai cái hạng cao nhất là Úc Cơ Tị Tinh Nhu, Quyết Chị Tinh Nhu thôi. Còn mình thuộc loại cái hạng bét mà cứ tưởng ngày dạy cho mình đọc mà mình không hiểu, sự bảo đảm là không có hiểu. Các nhà các tập tạng ta mới viết lời giải thích, mình gọi là chú giải sơ giải này kia, nói chung là vậy đó. Cái nào mình đọc không hiểu mình phải dựa vào đó để mình hiểu cái kiểu mình cũng chưa chắc chắn, nhiều khi hiểu mà cũng hành không được là vậy đó. Tại hiểu không có tới nơi tới chốn.
lời dạy Đức Phật nè. Đồng ý là nó ngài tóm tắt không có nhiều, nhưng mà cái ý nghĩa nó sâu xa lắm. Phạm nhân nè, nó phải nói rất là khó hiểu chứ không có dễ hiểu. Thành ra quý vị thường ở chỗ nào không hiểu là phải lật coi chú giải thì giải thích sao, sẽ giải giải thích như thế nào để mình hiểu cho nó chính xác, chứ còn không mà lạng hoạng mình hiểu sai, hiểu làm cái lời dạy Đức Phật là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng giải câu hỏi của Xích Niệm Từ nha. Đang cảm ơn câu hỏi của Xích Niệm Từ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ bây giờ Dạ Quỳnh kính mời bàn tay của Quỳnh tu học Phật pháp ạ. Dạ kính mời Quỳnh tiếp tục. Dạ bây giờ Quỳnh trở lại vào tràng, Quỳnh có nghe được âm thanh Dạ Quỳnh. Dạ kính mời Quỳnh. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ. Vì cái máy nó bị trục trặc gì nó cứ té lên té xuống. Dạ con xin gửi hỏi sư về cái bài kệ trong đây nó có cái chữ này, xin sư chỉ dạy dùm cho con. Đây cái bài này trên Anicca Vata Sankhara, tức là các pháp hữu vi thì là vô, tức là tất cả những cái hành nó là vô thường. Uppada Vaya Thammino, tức nghĩa là nó là cái pháp sanh diệt. Uppachitva Niruchanti, tức là nó sau khi sanh lên thì nó diệt. Rồi Te Sang Vupassamo Sukho Tí, nếu mà mình diệt đi, tức là tịnh chỉ nó, thì đó là cái sự an lạc. Như vậy thì con muốn hỏi là cái chữ là Sankhara ở đây đó, thật sự thường là các vị giáo thọ dịch đó là các hành. Thường dịch là các hay là các pháp hữu vi, nhưng mà nếu dịch Sankhara ở đây là các pháp hữu vi là vô thường, thì cái chỗ cái câu cuối cùng đó, thưa sư, cái chỗ mà là Te Sang Vupassamo Sukho Tí, là sau khi mà chấm dứt cái sự coi như là nó là tịnh chỉ cái các pháp hữu vi này thì đó là an lạc. Nhưng mà rõ ràng là khi mà một cái bậc giác ngộ đã đạt được cái sự an lạc rồi, nhưng mà tất cả các pháp hữu vi đâu có tịnh chỉ. Như vậy thì cái chỗ Sankhara này mình nên hiểu đó là hành hay là pháp hữu vi. Dạ, xin sư chỉ dạy rõ về cái nghĩa của cái chữ là Sankhara ở đây, mình nên hiểu là theo cái nghĩa nào ạ? Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn. Dạ, thưa chú quý vị, chữ Sankhara nó có tới bốn nghĩa khác nhau. Nếu quý vị coi cái trong cái kinh Pháp Cú thì Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta, thì khẳng rõ ra chỗ đó đó dịch là pháp hữu vi, tức là chỉ cho tâm sở với sắc. Pháp hữu vi. Còn chỉ Sankhara mình dịch là Avicca Sankhara đó, thì cái đó là hành, tức là chỉ cho tâm sở tư mà thôi. Khả là chỉ tâm sở tư mà thôi. Còn cái này đây chúng tôi nhớ là nó nằm ở trong cái chỗ nào, nó có bốn chỗ tất cả đó. Thì theo cái chỗ nào đó thì mình mới biết nó là cái gì. Biết nó là cái gì. Có thể là sẵn khả đá nó chỉ là hành không mà thôi. Có nghĩa là sẵn khả đá. Cái nữa là chỉ cho 50 tâm sở. Sẵn khả ra khảnh, hành là chỉ cho 50 tâm sở. Như còn một cái nữa là nhỏ tưởng tôi thì khỏi chưa được. Nó có bốn chỗ tất cả đó. Một cái là chỉ cho tâm sở tư, một cái chỉ cho 50 tâm sở, một cái chỉ cho tâm sở với sắc, còn một cái nữa không biết nó nằm là nó như vậy đó. Thành ra cái chữ Anicca Vata Sankhara này đó, là chỉ cho tâm sở với sắc. Bởi vì tâm sở với sắc thì nó mới là Anicca.
Chứ còn nếu mà một, nếu mà nó chỉ ra một cái thì tùy theo cái điều kiện nữa, chứ không phải không, tùy theo điều kiện nữa. Thành nó khi mà mình thấy cái đó là nó tùy theo cái gì thấy, gì thấy, bởi có thể thấy khổ nữa, có thể thấy vô thường và có thể thấy vô ngã nữa. Nhưng mà đây là chỉ nó thấy vô thường đó. Thành ra thì mới đưa tới những cái chuyện như vậy. Chuyện như vậy là cái vị đó là tới nơi rồi thì cái sự thấy của họ nó mới khác được. Còn mình chưa tới nơi thì mình thấy cái nào nó cũng giống nhau hết. Thành ra nó có 4-5 chuyện để nói vậy đó. Chỉ Sankara này có 4-5 chuyện để nói. Ở đây là chỉ cho danh và sắc ngũ uẩn, đây chỉ cho ngũ uẩn. Thì dựa vào cái câu kinh của trong Pháp Cú đó, đúng không, nhớ câu số mấy, ba câu liên tục đó. Thứ nhất là sập bê sẵn khả ra anicca, cái thứ hai sập bê sẵn khả ra thúc cả, cái thứ ba sập bê tham ma nát ta. Không thẳng nhớ câu số mấy, số mấy những cái đó đó. Thì chứ bây giờ cái chữ anicca này, biết cái sẵn khả ra này tức là ngũ uẩn, tức là tầm tầm trở với sắc. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư ạ. Dạ vậy đây là tâm tâm sở sắc pháp. Nhưng mà cái câu cuối cùng là tê sang vu pa sa mô su khô, tức là khi mà nó tịnh chỉ các cái pháp hữu vi này. Thì như vậy cái sự tịnh chỉ này là chỉ đối với lại cái người đó thôi đúng không sư? Có đối với lại cái cá nhân đó thì khi mà tịnh chỉ ở đây là đang ám chỉ là gọi là chấm dứt cái sự mà sanh tử luân hồi đúng không thưa sư? Dạ xin sư quan hỷ dạ, chỉ dạy cho con thêm chỗ này. Có phải rằng ở đây muốn nói rằng là đó là chấm dứt cái sự gọi là tái sinh trở lại cái năm uẩn hay không ạ? Dạ con xin gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bà chư tổ bề dạ, kính thưa chư quý vị. Tuy nhiên cái chị nào thấy một trong ba cái chuyện đó đó mà làm cho nó nirut chân tị, tức là làm cho nó diệt luôn đó, thì không biết cái gì này diệt lúc nào, nhưng mà ít nhất là phải là bậc A La Hán mới thấy được những cái điều kiện như vậy. Thành ra khi nào mà nó diệt đó, thì cái vị đó là không còn dính dấp gì tới những cái này hết. Còn mình thì còn dính dốc hoài. Thì ra thường thường những cái vị nào mà thấy ngũ uẩn nó như vậy, trong đa số các vị đó đều là tới cái mức cuối cùng rồi. Tới mức cuối cùng. Chứ không còn giống như là một số vị chỉ thấy nhưng mà sơ nhị tam quả. Thường thường đa số là tới mức cuối cùng hết. Thành ra người ta mới có những cái điều kiện như vậy. Tề sẵn vua và sơ mô sư khổ. Chứ còn nếu mà chưa tới cuối thì thường thường nó có những cái đoạn nó không có đi theo để giải thích cái đó. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin mời các anh chị đạo hữu khác là gửi các cái câu hỏi lên để cho sư giảng dạy ạ. Chúng tôi xin dừng lại một chút để cho các anh chị chuẩn bị cái câu hỏi ha. Rồi, chúng ta trong khi chờ đợi như vậy thì con tiếp tục nêu là cái vấn đề để cho sư giảng dạy. Thì ở trong 10 cái pháp độ bà Parami, 10 cái pháp độ bà La Mật các thưa sư, thì trong đó có cái là Atthithana Parami, cái là cái sự phát nguyện. Nè, giờ trên sư chỉ dạy rõ hơn cái phát nguyện ba la mật này á, nó là cụ thể là phát nguyện như thế nào thưa sư? Nè, ví dụ như là nguyện đạt tới cái quả vị A La Hán, ví dụ như vậy, thì cái đó có gọi là một cái sự phát nguyện hay không? Dạ, xin sư chỉ rõ hơn về cái phát nguyện ba la mật, tức là Atthithana Parami. Dạ, con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tổ hành dạ, kính thưa chư quý vị, mình làm cái gì thì nó cũng dính vô cái đó. Nếu mình có cái lời nguyện, ví dụ như giờ mình bố thí, nguyện cái phước bố thí này
là đưa cho mình tới sự chấm dứt luân hồi. Thì mình đang hành pháp bố thí ba la mật, mà khi mình nguyện để nó thành bố thí ba la mật thì nó có cái ải thiết thảo, và nghĩa là nguyện ba la mật luôn. Tại vì cái lời nguyện của mình nó dính đi theo, dính vô chính cái kia. Mình nhớ cái nhà thế nã nó là mình làm bất cứ cái nào trong tám cái kia đó thì nó đều dính cái ả thế tả ná bà ra mi rồi vô luôn. Nhưng mà ả thế tả ná này với điều kiện là những cái việc mình làm đó, nó đầy đủ năng lực, nghĩa là cái người đó là thuộc loại mà được thọ ký đó chứ không phải giỡn đâu. Còn cái những người mà cầu nguyện trong tâm đó, nhiều khi nó không có cái ả thế tả ná bà ra mi yên tâm, hoặc là mình chính mình nói ra lời nhưng mà nó chưa đủ năng lực, cái lời nguyện đó nó chưa đủ năng lực. Thành ra khi nào có lời nguyện đó mà nó đủ năng lực á thì nó gọi là ả thế tả ná bà ra mi. Ví dụ như mình bố thí tới cái mức mà mình nguyện là để thành bố thí ba la mật, tức là cái phần bố thí mà chúng tôi làm đây, ví dụ như hy sinh một phần cơ thể gì đó hay là mỗi duyên lành để chúng tôi được chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái đó là bố thí ba la mật. Mà cái nguyện đó đó nó thành là ả thiết thả ná ba la mật luôn. Chứ còn chưa tới mức đó thì cái kia không chắc, cái ả thiết thả ná không có chắc. Phải tứ thiệt mới được. Chứ còn mình cũng nguyện nhiều mà nguyện thứ dỗm nhưng phải tứ thiệt. Mình thì cũng làm nơi phước xong cái nguyện phước báo này hay là duyên lành để chúng tôi có thể chấm dứt được sanh tử, mà đâu mình nguyện chơi, mình nói chơi chứ nó chưa phải là sự thật. Thì thật là mình nói nguyện trong tâm bao nhiêu lâu rồi tới nguyện ra lời không còn bao nhiêu lâu rồi đó. Thật là khi mà được thọ ký rồi đó thì nó mới đủ 10 cái loại ba la mật đó. Còn thường thường là lúc đầu là không có đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú xuất tiền vụ. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thường mẫn con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con thành kính đảnh lễ. Dạ chúc sức khỏe chí đức và chúc sức khỏe ngài Liễu Tông cùng quý khí tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ bạch ngài, con có chút thắc mắc này. Con coi tới đó, con coi tới cái khúc mà trong cái quyển của ngài Cố Hòa Thượng Giác Chánh giảng chỗ cái khúc mà 32 thể trược đó bạch ngài. Thì quý sư quý ngài giảng về 32 thể trược, mà 32 thể trược thường thì trong sách vở và các sư thầy nói 32 thể trược, sao mà con nhìn thấy tới các phần chú giải thì tới 42 cộng thêm 10 kia mới đủ là 42. Thì thưa ngài, 32 thể trược thì 20 thì phần của tứ đại thì đất nước gió lửa, mà về phần đất với nước đó, đất thì 20 phần cứng xương thịt này kia là 20, còn 12 là phần nước là 32, còn 10 phần kia lửa và gió. Mà tại sao mà lửa là gió, là 4 là gió, 6 4 là lửa, 6 là gió, thì tất cả là gồm lại là 42. Mà con coi hoài mà con nghiệm không ra. Thì con hôm nay con chờ đến con gặp bạch ngài giảng cho con biết cái nào là 32 và cái nào 42 bạch ngài. Con cầm phiêu cái chỗ này với bạch ngài. Dạ nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con chỉ có bao nhiêu thôi, con trình đến ngài giảng dạy cho con rõ thêm. Dạ năm mới con chúc sức khỏe ngài an lành, giảng dạy cho tụi con thì thêm chánh pháp, và con xin xuống mít.
tri ân ngài. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, dù bài kinh tứ niệm xứ thì nó có đầy đủ gì đâu, phần niệm thân thứ hai thứ ba nó là thì niệm thể trược đó, thì coi trong đó cho nó chắc, chứ còn mình khi nào mình đọc của những cái vị mà họ viết sau này đó để mình hiểu thôi, chứ còn nếu mình muốn cho nó chắc thì phải đọc vô tâm tạng đàng hoàng. Trong bài kinh tứ niệm xứ rõ ràng đây cây xả luôn nó cả đó, mình cứ đếm đều biết gì đâu. Chứ còn mình nói cái gì đó họ thêm là tại vì họ như khi họ phân biệt cái đó nào thuộc về gió, nào thuộc nghề này kia, ông sùng là nó phải ra nhiều chuyện, bởi vì có những cái là nó xê xích một số chuyện gì đó, là nó nhiều chuyện nó khác nhau lắm chứ phải không. Nhưng mà muốn biết chắc chắn 32 là phải dựa vào trong ấy rồi. Nhưng mà ngay cả trong cái quyển thâm mới sẵn anh đi đó chỉ liệt kê có 31 chứ không tới 32 nữa. Thành ra mình coi trong kinh điển, coi kinh điển đi, mấy cái đó nên coi là cái bài kinh tứ niệm xứ ra thì có phần niệm thể được có 32 đàng hoàng trong phần niệm thân thì biết rõ ràng. Chứ còn ngồi mấy cái gì đó quý vị đọc của mấy cái gì khác, nhiều khi chúng tôi không có đọc, chúng tôi không biết tại sao, bởi vì chúng tôi không có đọc mấy sách của mấy cái vị đó. Nam mô Bích Thầy Dạ. Dạ sa thú, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liệu Tông và giảng giải câu hỏi của Sức Tự Mẫn. Dạ cảm ơn câu hỏi của Sức Tự Mẫn, con đã thấy Tự Mẫn và tri ân ngài rồi. Dạ Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ Nhật Bình kính mời đầu tràng, mời quý vị có thể đưa bằng tay hoặc có những câu chích chát ạ. Dạ một lần Nhật Bình kính mời đầu tràng. Dạ, huynh tu học Phật Pháp ơi, chưa có câu hỏi, chưa có bàn tay. Nhục Quỳnh kính mời huynh tiếp tục nha. Nhục Quỳnh kính mời huynh. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tam Bảo Dạ, Nam mô Sằng Ca Dạ. Dạ. Hồi nãy lúc đầu, sư có trình bày một cái vấn đề cho chị Nhục Quỳnh, hay là trong vị nào đó, nói là mình tu, mình phải coi như là trốn nợ, với lại tức là giãn nợ, hoặc là mình phải là giật nợ luôn. Thì như vậy đó thưa sư, cái đó là ở một cái khía cạnh nào đó thì điều đó là đúng đó. Nhưng mà nhìn ở một cái góc độ khác đó thưa sư, thì nếu như mình cứ có cái tâm lý là mình cứ sợ phải trả nợ, mình phải trốn nợ, mình trốn khổ, mình tránh khổ, thì cái tâm lý đó hình như là mình cứ nuôi dưỡng cái tâm lý đó, thì chính cái tâm lý đó nó là một cái sự bất an. Là tại vì lúc nào mình cũng cứ sợ khổ và mình tìm nhiều cái phương thức, tìm nhiều cái phương cách để mà mình trốn cái khổ, mình tránh cái nợ, mình trốn nợ. Thì như vậy thì có phải rằng đó là một cái gọi là một cái phản ứng phụ mà không tốt, khi mà chúng ta có cái chủ trương là tu là mình phải trốn nợ, mình trốn cái khổ, mình tránh cái khổ, tránh cái sự trả nợ, thì nó dẫn tới một cái tâm lý là nó làm cho mình lúc nào mình cũng thấy rằng mình cứ trốn tránh cái khổ hoài. Nó vô tình nó lại tạo ra một cái trạng thái là không được an ổn. Như vậy thì chỗ này thì mình nên hiểu như thế nào? Và còn kính gửi mic cho sư chỉ dạy thêm ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, thì trốn đây đó không nghĩa là mình thấy nợ chủ nợ tới là mình trốn, không phải. Ngay cả bình thường đó, mình hành 10 cái phương pháp tạo phước đó, bố thí trì giới này kia, rồi khi mình hành 10 cái phước đó, pháp gì tạo phước đó, mình đã là trốn nợ rồi, đang trốn đó. Chứ đang trốn không nghĩa là mình thấy nó rồi mình mới né, không có. Nghĩa là trong đầu mình luôn luôn là mình phải có những cái đối tượng liên quan tới bố thí trì giới này kia, 10 cái chuyện đó đó. Chuyện thứ 10 là cải chánh tri kiến đó. Thì khi nào mình làm cái đó, tức là cái ác pháp làm sao nó chan vô để nó kiếm chuyện mình được.
đâu phải mình chờ tới nơi lúc nó mình thấy nó cho quả rồi mình mới trốn. Không có, nghĩa là mình tạo thiền pháp rất là automatic rồi trốn. Thì phương pháp đó là automatic trốn. Cái thứ hai, nếu mình hành thiền chỉ, tức là mình cũng trốn thời gian dài hơn, tùy theo cái số thiền mình đặt. Nhưng cái thứ ba đó, tại sao mình giật là tại vì mình hành thiền minh sát đó. Mình hành thiền minh sát tức là hình thức giật nợ, cho tới khi mình, nếu mình hành mà chơi thì không có giật được, nhưng mà khi mà sơ đạo sơ quả phát sanh là mình giật bao nhiêu chuyện. Nghĩa là sơ đạo sơ quả phát sanh, tất cả những cái nợ nào mà mình đã tạo để mình đi xuống bốn nữa, đạo lại giật tốt hết, không có trốn nữa đó. Thành ra trốn nợ hay giật nợ là cái phương pháp để mình làm để trong đời sống hàng ngày cho mình an vui. Khi mình nói mình trốn tức là lúc đó mình, cái hành động của mình, tất cả các hành động đều là thiền pháp đó. Mà thiền pháp dục giới hoặc sắc giới hoặc vô sắc giới. Nhưng khi mình nói mình quyết định là mình dịch, tức là mình đang hành thiền tứ niệm xứ mà tới cái mức cuối cùng thì là giật chứ đâu phải là mình đợi thấy nó tới cái mình lủi vô đóng rồi mình trốn. À trốn này là một cái hành động để cho thấy là mình biết cách để mình xử sự đối với những cái ác pháp mình đã làm, chứ không có gì đó. Chứ mình đừng có nghĩ là ơi làm thế nào để trốn, nó sắp tới nè, cái đó thì không phải. Cái đó thì làm cho cái tông mình nó cái giật, làm sao mà không cái giật được. Nên là luôn luôn làm sao để trong cái não của mình luôn luôn có những cái đối tượng liên quan tới bố thí, trì giới, hành thiền, cải chánh, tri kiến, rồi này kim sùm đó, thì lúc đó được gọi là trốn. Tại vì lý do là cái đó là thiền pháp như thế mà thôi. Nhưng mà cái khi mà thiền pháp siêu thế mà mình hành tới thiền pháp siêu thế, tức là giật trong và trốn. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin đảnh lễ Sư Liễu Tông, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con có một cái câu hỏi như vậy, con thấy con đọc một cái đoạn ở trong Thanh Tịnh Đạo thì có nói là sự từ bỏ những tà mạng, không vi phạm sáu học giới, liên hệ đến cách sinh sống. Cái tà mạng lôi kéo theo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi, đây là giới thanh tịnh mạng sống. Cái lấy lợi cầu lợi ở đây là sao? Thưa sư có thể ví dụ để cho con hiểu được hơn không ạ? Dạ con xin tri ân sư, con xin dâng mic cho sư. Nam mô Bích Thà Dạ Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Dạ Kinh Thưa Chư Quý Vị, quý vị sống ở đời hàng ngày, cái đó là chuyện thường. Nghe nói trắng ra cho dễ hiểu là hối lộ đó. Để được, nếu mình có cái lợi đó, mình đi dụ kỳ người ta để mình được cái lợi khác, là lấy lợi cầu lợi là chuyện bình thường thôi, chứ có đâu phải thắc mắc, phải hỏi, thấy không? Chuyện bình thường hàng ngày, rất nhiều. Ví dụ như mình vô room này đi, rồi mình thấy mình muốn học hỏi cái gì đó, cái mình dựa vào một số cái điều kiện nào đó, tức là cái điều kiện đó không phải là chuyện xấu, nhưng mà để mình có cái cơ hội. Thì ở ngoài đời mình sống ở đó rất là nhiều, nhưng mà ngoài đời vẫn có những cơ hội đó nó không có tốt, nó là cái lợi nhưng mà nó không có tốt, để mình cầu cái nó tốt hơn, hoặc là cái hơn đó nhưng mà chưa chắc là cái tốt. Là chuyện rất bình thường trong đời sống hàng ngày thôi. Thành ra mình làm thế nào để mình hiểu những cái việc nào mình đối diện đó, nó là thiện pháp hay ác pháp. Mà khi mà biết nó ác pháp rồi đó, bằng mọi giá là không có đụng tới. Dù rằng có được lợi lộc cũng không có đụng tới. Bởi vì mình vẫn có thể mình dùng cái lợi lộc để mình cầu những cái lợi mà nó giúp cho mình có những cái của, mà cái của đó là sau này mình sẽ trả cái hậu quả rất là đau thương. Thành ra quý vị nên cẩn thận những cái chuyện đó, chuyện bình thường trong đời sống hàng ngày, chứ
không có gì. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ thưa ngài, vậy thì khi mà mình mình thấy một cái người đó, ví dụ con thấy trong cuộc sống ngày, ví dụ như mình gặp cái khó khăn gì, hay là cái mình thấy cái người khác đó, người ta có thể làm cái lợi cho mình đó, mặc dù là mình không có bị dồn vô một cái sự khó khăn quá đáng, nhưng mà ví dụ mình thấy một cái người khác đó người ta làm lợi cho mình đó, thì mình kêu người ta giúp mình, hay mình nhờ người ta giúp mình, rồi mình không có tức là mình nhờ người ta giúp đỡ vậy đó thưa ngài, thì cái đó có gọi là lấy lợi cầu lợi không thưa ngài? Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, vẫn có thể xảy ra được đi, sao không được? Ở trong đời sống hàng ngày đó, thành ra cái trong đời sống hàng ngày của mình đó, có những cái chuyện như vậy xảy ra rất thường, nhưng mình phải là người có niệm có tuệ để làm gì, để biết cái đó là thuộc loại nào, loại ác pháp hay loại gì. Thành ra có thể mình có được những cái lợi lớn, nhưng phải dựa vào một cái chuyện mới không được trong sạch, không được trong lành cho lắm, thì mình cũng không nên làm. Dù rằng mình có thể lấy cái đó để mình cầu cái lợi kia nó khá hơn, nhưng mà mình nhớ chuyện đó. Những cái gì mà thuộc về thành đó, mình phải học Phật pháp để mình nhận dạng cái nào là ác pháp, cái nào là thiện pháp, chứ không phải lúc nào mình cũng thấy có lợi là mình cứ nhào vô. Chuyện rất bình thường đời sống hàng ngày chứ sao không ấy đâu. Nhưng mà từ khi nào cái quả nó tới đó, có nhiều người giàu nào nó chết, nhưng mà trong cái búng tay đó tất cả đều mất hết, là tại sao? Tại sao có sự, bởi vì cái sự trèo lên cao đó nó dựa vào một số cái loại ác pháp nào đó. Nhưng thường thường là ác pháp là bao giờ cũng vậy, nó cho cái quả phải là chuyện xấu, chứ không thể nào chuyện tốt được. Dù rằng mình có là gì trong xã hội đi nữa, nó cũng là chuyện xấu thôi. Mà phải cẩn thận, cẩn thận nếu mình hiểu rằng những cái chuyện đó là chuyện mình không nên làm. Còn nếu mình học không tới nơi, không tới chỗ, mình không hiểu cái nào đó quá, nào tháp mình thấy có lợi là nó nhào vô, thì trước sau cũng đổ lệ thôi, chứ không có chuyện gì đáng thắc mắc cả. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin tri ân sư Liễu Tông đã trả lời cho con ạ. Dạ con mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, và chỉ còn có vài phút nữa là xin mời các đạo hữu trong rừng gửi cầu mít, gửi câu hỏi lên ạ. Dạ, hoặc là lên cầm mít. Dạ. Thôi, con gửi cái câu hỏi cuối cùng là cũng liên quan đến cái vấn đề Sunyata, cái vấn đề về tánh không đó thực sự. Thì trong cái bài kinh về cái đoạn kinh về tiểu không đó thực sự, Chu Lá Sunyata Sutta này Ananda, phàm có những cái vị sa môn hay là bà la môn nào ở trong quá khứ, tương lai hay là hiện tại đó, sau khi mà đã chứng đạt được và an trú ở cái cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh, là con ghi lại cái chữ Bali à, con lấy lại cái chữ Bali, con lấy lại cái chữ Bali để cho sư là dịch từ cái chữ này à. Tức là cái mà cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh là Parisuddhang, Parama Anuttarang là Sunyatang, là cứu cánh vô thượng thanh tịnh không tánh. Và như vậy thì con xin hỏi sư thưa sư, là cái không tánh này có phải rằng đó là cái tánh vô ngã hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mít cho sư giải nghĩa về cái chữ không tánh này. Vì trong cái đoạn kinh này dạy rằng là một cái vị sa môn mà khi đạt được, chứng đạt được thì sẽ an trú, luôn luôn là an trú ở trong cái không tánh này. Thì cái không tánh này thì có phải rằng đó là chính là cái tánh vô ngã hay không? Dạ, con kính gửi bích cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tổ hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái không tánh hơn cái đó không phải là vô ngã, nhưng mà khi mà hành cái pháp đó đó, thấy cái sự sinh diệt của danh sắc là vô ngã. Đó.
mình nhớ là thấy cái đó là vô ngã. Tại vì khi người ta hành, ta thấy danh sắc, thấy sự sanh diệt của danh sắc, mà có nhiều người thấy sự sanh diệt đó là vô thường, có nhiều người ta thấy sự sanh diệt đó là khổ, nhưng có những người ta thấy cái sự sanh diệt đó là vô ngã. Thì khi mà họ thấy đó đó, đó là họ chứng đạt trên đó đó, thì cái đó đó trong trong một số kinh điển gọi là không tánh, là thấy cái đó, thấy cái đó. Nhưng mà rất có nhiều cái điều mà mình khó hiểu cái đó, là một số cái chuyện đó, đó là nó lại dựa vào cái tiền nghiệp của cái vị đó, mà đọc trong chú giải mới thấy, chứ không có đọc trong chú giải thì không thấy đó. Thì khi cái vị này cũng vậy, họ an trú trong cái không tánh, là khi họ bắt đầu lên cái tuệ cao cao đó thì họ thấy cái sự mà sanh diệt của cái pháp mà họ thấy đó, là họ thấy là vô ngã, chứ họ không thấy vô thường mà cũng không thấy là khổ, thì họ mới đạt được cái thành tịnh không tánh này. Còn nếu cái vị nào đó mà cũng thấy cái đó, cái thấy cái sinh diệt thấy này nọ mà thấy vô thường đó, thì nó có cái tên khác, mà thấy vô ngã, thấy khổ thì nó có cái tên khác, nó có ba cái tên đó. Niết bàn nó cũng có thành ba cái tên là như vậy, là do thấy sự sinh diệt mà thôi, chứ không có gì khác hết. Nhưng mà tùy theo cái bản chất của cái tiền nghiệp của vị đó, mà khi mà thấy sinh diệt thì cho nó là vô thường, thấy luôn trạng thái vô thường mà thấy sinh diệt. Có vị thì thấy trạng thái của khổ, có vị thấy sinh diệt vậy thì thấy trạng thái của sự vô ngã là vậy. Nam mô Bích Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh năng và sinh ở trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sinh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng các cận sinh năng và sinh ở trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các pháp ngũ ngã mê tâm. Nam mô Bích Thà Giá, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sẵn Khà Giá, nam mô Rạch Tà Nát Tà Giá Xà. Nam mô Bích Thà Giá, nam mô Tham Mà Giá, nam mô Sẵn Khà Giá. Dạ, con kính tri ân Ngài Liêu Tông rất là nhiều. Dạ, sau đây thì con xin đọc phần sám hối Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Dạ, con thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ngày hôm nay. Uttamang ghe na hoàn đề hằng bà đa bằng sùng Waruttamang bút thể vô khá lý tô đô sô bút thô Khama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng thâm mạnh cha đô quý thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi sinh Phật bảo xả tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàn đề hằng sang khanh cha đô quy đô ta mang sang khề vô khá lý tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng minh đến Ngài Trí Đức và xin Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con được trọn phước báo ạ. Dạ, con kính dâng minh đến Ngài Trí Đức ạ. Sa cát tu am bồn tha ra tân năng ô sa thăng ô tâm mang quá rằng hi tăng đề quá ma lô sa năng bồn tha tề chê na so thi na na san tu bạc đa hoa sam bê đục kha vô bá sam bên tu tề sa cát tu am.
tham ma ra tận năng ngô sa thăng ngô tâm mang qua răng bà rì la u bà sa ma năng tham ma tê chê na so thi na na san tu bà đa hoa sam bê phá ya vô bà sa mê tu tê sa ka tua sang kha ra tận năng ngô sa thăng ngô tâm mang qua răng à u nay yang ba u nay yang sang kha tê chê na so thi na na san tu bát đa hoa sam bê rô ga vô bát sam bê tu tê nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy tăng bảo, xin những điều chẳng lành hoặc những điều bất những hiện tượng bất tường, những mong mi xấu xa và những điều trở ngại, những khổ đau sợ hãi, những phiền muộn ưu sầu hãy được mau tiêu diệt. So atthalatho sukhito virono buddhasa sane rogo sukhito hoi saha sabbe nyati pisa atthalatha sukhita virona buddhasa sane roga sukhita hoi saha sabbe nyati pite atthalatha sukhita virona buddhasa sane roga sukhita ho thasaha sabbe hiện nhà tịch phiên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lặng thai. Và con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, sau đây con đọc phần hồi hướng đến chư thiền sau khi thính pháp. Dạ đề quá ta san ti vi hà ra quả.